cái bà đó gặp Nhân Đức và nói: thầy thầy, con đi về chùa, con cộng tu, con thấy chùa chiền cũng nhiều ông về đây, con thấy cũng hiền hậu quá, về mà biết niệm Phật, đàn ông mà biết niệm Phật đồ, con thấy cũng hay ghê. Con năm nay thì 50 tuổi mà chồng cũng mất sớm. Thầy thấy con coi được không thầy? Nhưng Đức nói chồng mà mất sớm thì bà cũng coi được, bà cũng giống người lắm đó. Nó tại bà biết tu mà, biết tu thì nó giống người chứ không gì chứ á. Xong bà nói à, thì con đi đến đây con cũng gà tới gà lui, con thấy cũng trên hàng đầu 5-6 hàng á. Con cũng thấy có một số ông mà từng nào cũng đi đến tu, con thấy không biết mấy ông đó có ông nào mắc vợ không. Ôi gà trời, gà. Xong rồi trước nhất á thì thầy coi mặt mũi con trước đi. Rồi thầy cũng nêu nhẹ lên cái coi có ông nào mà cũng như con mà gặp thầy mà cũng trong lòng cũng muốn chấp nối lại trên đoạn đường vắng không. Thấy không? Bà nói cũng khéo nha. Nó nghĩa là ý nói là Nhân Đức coi mặt mũi đi có được đồ này kia đó, lỡ chắc các ông ngồi trong đây á mà cũng có ông nào muốn chấp nối trên đoạn đường vắng thì nên gặp Nhân Đức. Là bà là cũng 50 tuổi rồi, có gì cái ông đó gặp Nhân Đức cũng thỏ thẻ hỏi thầy coi mặt mũi bà đó được hay không đồ này kia. Và ý bà nói vậy đó thầy. Nhân Đức nói bà đi đến đây bà tu hay là bà muốn đi tôi đi làm mai cho bà trời. Phải không? Đúng là cũng đặc biệt thiệt chứ ha. Nhân Đức nói thôi bây giờ Nhân Đức tính gì, cô cũng 50 tuổi rồi, mình biết tu thì đoạn đường này không có vắng đâu cô, đoạn đường này có nhiều người đang đi lắm ha. Thôi thì bây giờ mình nợ đàn ông nó cũng hết rồi, thôi giờ cô nên chấp nối cái duyên nợ với Phật A Di Đà đi. Chứ đây là Nhân Đức giới thiệu cho cô một ông rồi đây, về ở đây nghỉ tu. Không tu nữa, nữa mất công nữa, thấy không? Thôi bây giờ cứ đi đến chùa tu đi. Rồi bây giờ 50 tuổi rồi có con cái gì không? Bà nói dạ có, cũng hai đứa, nó cũng có chồng có vợ hết rồi, nên con ở nhà có mình, nhiều khi một mình một mà công phu thấy cũng vắng quá thầy. Nói ta bà một mình công phu mà vắng cái gì mệt. Nói bây giờ thôi bà có ở nhà có mình một, thôi bà đi đến đây bà cộng tu đi, bà ở đây bà tu nó đông người, chứ bà đi lo gì chi về thêm ông nữa, biết đâu mình nhìn thấy mấy ổng vô chùa tu thấy cũng hiền, nhưng mà ai biết được khi ổng về nhà mình ổng không hiền nữa thì sao, đúng không? Ai biết được lòng người quý vị. Thì thôi bây giờ lo tu đi, thấy không? Nào cấp trước mới đi đến chùa Nhân Đức cũng biết cô, thấy cô sao nó còi cọc, mà sao cô đến chùa của tu với bữa nay thấy cô cũng bóng bóng, mà vừa bóng bóng cái là muốn à, kỳ cục ghê. Nên, đúng là cái tâm của người nó lạ quý vị ơi. Nó khi mà niệm Phật á, tâm tịnh thì cảnh hiện, phải không? Nó mà nó hiện đủ cảnh đó nha, có cảnh nào mạnh, thấy không? Bà này hiện cái cảnh đó mạnh, nên, thấy không? Nó từ nơi đó mà nó, từ câu chuyện này mà nhắc cho tất cả mấy cô vô chùa nha. Thôi mình á, nó không còn nợ nần nữa thì thôi đừng có lôi kéo làm chi, phải không? Mà còn lôi tôi vô cuộc nó chợ. Mấy người muốn gì thì tự xử đi chứ giật lôi tôi vô cuộc chi. Nó người ta nói ở đời có bốn cái ngu: là mai lãnh nợ, khắc khu cầm trầu. Đừng có lôi tôi vô cuộc chi nghe, thôi mệt lắm. Nó nên chùa mình nhiều người biết á, một số người cũng muốn nào là đưa con vô đây làm lễ hằng thuận này kia rồi. Nhà Đức nói tôi không có làm cái chương trình này được. Chùa này nữ trẻ cũng có, nam cũng có, mà làm lễ hằng thuận đây rồi họ cũng trong cõi lòng cũng là ấm ức lắm á. Rồi có ngày ở đây, trong đây cũng nhờ tôi làm lễ hằng thuận luôn, nó kẹt lắm, không giỡn đâu, phải không? Giỡn đó quý vị, cái nhân nó có là nó có cái quả liền, không gì nói đâu.
Nên thôi mình là người tu, tùy duyên ai người ta phương tiện cái đó là được thì người ta làm đi. Còn mình thì thôi mình lo nuôi người già, chứ không có dính với mấy cái việc này được. Nên nhiều Phật tử gặp nói con của con sắp sửa làm đám cưới, muốn vô chùa này kia đồ, nếu mà được thì thầy nấu một buổi ăn đồ cho đãi người ta. Rồi ví dụ như người ta đi tiền đám cưới bao nhiêu con đưa cho thầy, đức nó thôi thôi được. Bao nhiêu năm nay thì nó cũng có cơm ăn áo bặn, thôi lôi cái hàng chi nữa cho nó phiền phức phải không. Thôi cái việc đó ai làm được thì ta làm đi, mình không có làm. Nó nên những đức khuyên quý vị, mình biết Phật pháp rồi quý vị, xa chồng hay xa vợ thôi lo tu đi, đừng có đi trên con đoạn đường vắng công mệt lắm. Thôi mình đi trên đoạn đường vắng cho nó quen, để một mình đi, một mình dễ đi hơn mà. Hai người có khi mình đi mà nó không đi đây, mất công mình kéo nặng nề gồng gánh, thấy không? Thôi một mình dễ đi hơn. Bây giờ xa chồng hay xa vợ, con cái của mình nó lớn khôn, cứ vợ gả chồng hết, mình nên sống vậy để mình nó có một ấn tượng đẹp đối với trong lòng của con, hiểu không? Chứ mình 50 tuổi mà đi chấp nói làm chi, chấp nói vô đây là con của mình nó không còn cái đẹp trong lòng của nó đối với là mẹ làm cha à. Nhưng mà nếu ví dụ như người làm cha làm mẹ mà chấp nói thì con cũng đừng bao giờ có một cái tâm mà không đẹp đối với cha mẹ. Việc làm của cha mẹ là việc làm của cha mẹ, còn tâm mình làm con là làm con thôi, hiểu không? Không bằng làm con là làm con cho đúng đắn thôi, chứ không phải là cha mẹ vậy thì mình cảm thấy mình không vừa lòng, mình không vui, không thích cha mẹ nữa thì nó cũng không đúng, hiểu không? Nhưng mà mình làm cha làm mẹ, mình làm gì cũng làm cho con mắc mặt thì nhớ đó, đó là những điều mà chúng ta nghe Phật pháp á. Quý vị nếu mà thích về đây tu thì cứ về đây tu, không có buồn đâu, đừng có sợ. Về đây những đức lo hết cho cuộc sống, không cần suy nghĩ gì cả. Bây giờ mai mốt ba đạo tràng niệm Phật á, chỗ ở bao la, xây cái nơi mới này nè rộng lớn lắm á. Hòa thượng nói xây cái nơi mới này là khoảng 500 người ở đó quý vị. Bao nhiêu dãy nhà mới nó xây mà xây cấp tốc luôn á. Hòa thượng mình đúng là cái duyên này, xây dựng đủ duyên, xây dựng tơ bờ qua lá, xây quá trời luôn. Giống như người già người ta có một sự tranh thủ sao quý vị ơi. Ta nghĩ người ta già rồi, có khi thọ mạng đến bất tử với người ta, nên ta làm tranh thủ, làm quá nhanh luôn á. Cái đạo tràng mới này nè, mà nguyên một cái vùng đất đó mà nó ngay cái mặt tiền, bốn mặt của ngay cái trung tâm đó, chứ không giỡn đâu nghe quý vị. Nên nó mặt đường bốn mặt á, ngay cái mảnh đất đó mà cái đạo tràng mình là nó hướng về cái đoạn đường mà bốn mặt ở ngoài đoạn đường phố. Nên đạo tràng sau này ngay điểm đó, nên chỗ đó sẽ nuôi người già nữa. Nên tất cả quý vị mà đi đến đây mà tu mà kết duyên ở đây nữa nghe, khỏi lo, cái nhiệt tình lo cho con cái đâu giờ đó xong hết đi. Nó nuôi không nuôi gì cũng không có nặng nề, tùy phước duyên, không có lo nữa. Tại vì sao? Có gì sau này vô đây tu, thấy không? Nó, mấy ông mấy bà đều cứ lo cho con cái đàng hoàng đi, tiền bạc chia chác cho nó sạch hết đi, rồi mình không có còn cái nợ nần gì bận biểu với nó nữa chứ. Mình cảm thấy mình làm cha làm mẹ vậy cũng hết lòng rồi, thì sau này đủ duyên vô đây ở tu. Hai bên đậu tràng, ba bên chỗ nhiều. Bên đây thí dụ như đầy đi, còn đậu tràng Đại Tùng Lâm, còn đậu tràng mới nữa, mà toàn là những đức quản lý không à, vì yên tâm. Mà những đức nghĩ rằng những đức còn trẻ, cái duyên những đức nó cũng vậy á, không giỡn đâu. Và thượng này cũng rất là thương những đức, tại vì mình cũng có cái tâm nuôi người già, mà hòa thượng cũng thích nuôi người già niệm Phật. Nên tất cả các cụ già bây giờ mà khắp nơi mà đủ duyên á, cứ về đây, những đức nhận đó, đang nhận người đó. Nó, các cụ được về ở, được ở tu. Quý vị thấy rằng cuộc đời con người sống có mấy chục năm nó ngắn ngủi quá, nên làm cái gì đó trước khi mình ra đi nó cũng cảm thấy nó ý nghĩa của cuộc đời. Những đức thì trong lòng nghĩ gì đó, nên làm một việc gì đó trong lòng những đức cứ thường nói là phải làm một cái gì đó. Nên tất cả những chương trình người mù thì những đức không bỏ cuộc đâu, từ khi không còn duyên nữa thôi à. Bây giờ những đức còn lên chương trình là chương trình người mù của mình đó nghe, là những đức sẽ thu gom hết tất cả những người bán vé số, người què quặt, người nghèo về hết luôn á. Chương trình người mù mình sau này sẽ lên cái mức 3.000 là giá chắc, chắc chắn luôn. Tại sao gom hết những người bán vé số rồi về hết luôn, người nghèo khổ người ta về cái phương tiện này á, để giúp cho người ta tu, giúp người ta niệm Phật. Nên những đức nói phải làm cái gì đó trước khi mình phải ra đi, cảm thấy ý nghĩa của cuộc đời quý vị.
Những đức thấy chương trình người khiếm thị vừa làm xong hồi tối để lên mạng rồi đó, bị về coi thấy hay lắm, chương trình đặc biệt lắm. Mà mình nói chuyện càng nói, nó nói chuyện người mù nó vui vậy ơi. Chứ những đức nói là quý vị để ý đi, nhiều vị giảng sư giảng cho người mù là khó lắm á. Tại vì á, ví dụ như người sáng mắt nè, những đức nhìn xuống đi, mấy cô nhìn những đức gì đi, những đức nhìn mấy cô nói chuyện nó đặc biệt lắm, nó có một cái nhãn quan nó đối đáp với nhau nói chuyện á, nó phóng lên cái tâm mình, còn người mù người ta không có thấy đường, nên khi mình nói chuyện người ta cứ gì nè, nó hoặc là người ta khom đại xuống gì nè để người ta nghe, nên cái cảm giác khi nói chuyện cho người mù rất là khó. Mấy cái buổi đầu tiên ngày xưa như đức tổ chức cho người mù, như đức nói chuyện, như đức nói ồ nói chuyện cho người mù không dễ nghe, khó nói quá, nói một chút mình là đúng là cái vốn dữ lắm, mà nói với người mù là không có vốn hỏi vậy. Mà dài lần sau tự nhiên những đức nói chuyện người mù làm như họ thích những đức á, họ quý những đức rồi. Lúc đó tự nhiên dùng tâm cảm với tâm, nên khi như giờ những đức nói chuyện với người mù nó đặc biệt lắm, người mù thích mình và vui lắm kìa. Nên chương trình người mù những đức nói đúng là cái chương trình đặc biệt thiệt quý vị, nhìn vậy đâu mà tràn lan đại hải, đúng là tội nghiệp thiệt, ngồi ngoài nắng mà ngồi suốt mấy tiếng một, tại vì đây nó đầy kính hết rồi không có chỗ ngồi, lên lầu trên thì lên khó lắm, ngồi tràn lan ra ngoài đường, rồi bên hàng rào bên đây ngồi, ngồi ngoài nắng mấy tiếng quý vị ơi. Nó mà phía sau, tuốt phía sau đó là dân bán vé số đồ là nhiều, đi xin đồ nhiều, tập trung vào luôn. Đúng là pháp môn tịnh độ này đúng là pháp môn đặc biệt thiệt, hạng căn cơ nào cũng độ được hết trơn á. Mà cái người giảng tịnh độ này phải giảng thiệt là dễ hiểu nghe, đơn giản. Mà giảng tịnh độ này giảng làm sao mà đừng có chấp văn tự luôn, giảng làm sao mà giảng đừng có chấp văn tự, đừng có chấp vào cái hình thức nặng nề gì hết, đừng có chấp vào lỗi lầm gì hết, cứ chấp gì ai với đạo Phật thôi. Tức khắc người giảng tịnh độ này nó hưng khởi liền nói chứ. Còn nếu như giảng tịnh độ này mà còn chấp vào lỗi lầm, còn chấp vào cái này kia nặng nề, còn cái này không được cái kia không được, là tức khắc tuy tu pháp tịnh độ nhưng mà thành là tu pháp tự lực. Còn pháp này pháp nhị lực nên không có chấp vào cái sai lầm nặng nề, lỗi lầm gì lúc trước. Chứ chỉ cần người này từ bây giờ chịu niệm Phật, thật sự muốn cầu sanh cực lạc, là từ hôm nay niệm Phật là sẽ được giảng sanh, gây dựng tính nguyện. Nhớ à. Nên những đức càng tu học cũng không tịnh độ này, những đức thấy ô rất là nhiều người bây giờ người ta niệm Phật, phần nhiều người ta đều đi vào pháp tự lực hết. Tuy niệm Phật mà người ta nói pháp tự lực không à, tại vì người ta nói pháp niệm Phật mà người ta nói phải trì giới cái này cái kia đồ, mà người ta giảng cái trì giới ra, nên cái người nghe tịnh độ á, tự nhiên người ta thấy khó quá. Phải có trì giới, vì trì giới là phép tắc, nhưng mà trong câu Phật hiệu nếu quý vị chăng thật niệm là có trì giới liền đó, chắc chắn luôn. Nhưng mà nếu quý vị mà giảng ra trì giới là tức khắc thành pháp tự lực liền. Người ta nghe người ta nói ô không dễ đâu, khó lắm, không dễ đâu. Nhưng mà nếu nói về lão thật chăng thật niệm Phật là tức khắc thành pháp nhị lực liền. Nhưng chăng thật niệm Phật là nó có, tại vì sao? Câu Phật hiệu này phải càng niệm lâu dài. Khi niệm lâu dài rồi tức khắc quý vị sẽ biết được đúng sai chánh tà. Nhưng khi quý vị làm sai nó không buộc quý vị được luôn. Khi quý vị bực bội, quý vị xả rất mau, tự nhiên thành pháp nhị lực liền. Còn nếu như quý vị niệm Phật mà đi vào pháp tự lực thì quý vị chấp cứng liền, vừa làm sai bị nặng nề lắm, nặng nề lắm là thành pháp tự lực. Còn cái pháp nhị lực này là quý vị chỉ có niệm Phật, lỡ làm sai việc gì cho qua, lỡ sân si cái gì cho qua, cứ lo niệm Phật đi, tức khắc nó làm thành một cái pháp gọi là tín nguyện để niệm Phật, tức khắc quý vị xả những cái phiền não rất là mau. Thành pháp nhị lực thì xả phiền não mau, nhưng mà pháp tự lực thì quý vị xả phiền não rất khó. Nên nhiều người niệm Phật mà ta chấp văn tự nặng nề là người ta cũng nhân sanh phiền não ghê lắm. Còn cái người mà tu pháp tịnh độ này mà đi vào nhị lực, chuyên chú niệm A Di Đà Phật, gây dựng tín nguyện, chỉ có tín nguyện niệm Phật thôi, tức khắc người này an lạc tâm, người này thường tự tại. Vì nhìn người này người tự tại dữ lắm, rất là tự tại, rất an lạc, vậy thì phù hợp vào người niệm Phật. Nhớ, phù hợp vào người niệm Phật liền. Nên từ nơi đó mà ngày Chủ Nhật quý vị về đây nó bổ túc nghe. Nhớ nè, có nhiều người tu lâu bị cái bệnh này nè, bị cái bệnh này chết nè. Những đức để ý, có những người ta tu lâu người ta đều tu được, ta tu lâu người ta niệm Phật được, người ta ở nhà người ta cũng niệm được. Thì tự nhiên người ta nói trong lòng, cái ngày Chủ Nhật là cái ngày nó nhiều người quá, thôi để cho những người ta mới sơ học người ta đến người ta tu đi. Còn mình là người tu lâu, mình ở đâu cũng niệm Phật được, mà đi lại ở đó làm gì? Thất bại vô cùng, quá thất bại. Biết sao? Trong kinh A Di Đà Phật nói rõ ràng mà không hiểu chút nào, không thể nào dùng một chút xíu thiện căn phước đức nhân duyên mà sanh về nước kia. Cái người tu tịnh độ là tu cả đời mình là phải con người đơn giản.
Dù là mình tu có bao nhiêu chục năm đi chăng nữa, nhưng mà thấy người ta lễ Phật, một đứa con nít lễ Phật mình cũng vô mình lễ chung nữa. Vì sao? Vì phải tạo phước báo nhân duyên. Những đức thấy đúng là tạo duyên chúng sanh quan trọng vô cùng, quá quan trọng luôn. Có bị coi người mù mà họ chỉ cần nghe tiếng những đức thôi là họ vỗ tay á, thì quý vị biết cái duyên cỡ nào. Nghe tiếng thôi là tự nhiên vỗ tay, không nói chứ nha. Là cái duyên những đức kết với người mù nó đặc biệt quá. Mà thấy quý vị để ý nè, để ý chỗ này sẽ thấy ra nè. Ngày thứ bảy nha, từng nào như đức thử nghe, từng nào thứ bảy như đức cũng nói đúng mấy câu luôn. Từng nào như đức cũng nói mấy câu là các con nên nói thật, các con nên đừng tham, các con nên hiếu thảo cha mẹ. Như đức nói hoài, có mấy câu như đức nói hoài thử coi sao. Vậy mà từng thứ bảy nào con nít tới cũng về đông hết chưa. Rõ ràng lời của thầy Lý Vĩnh Nam nói đúng không? Và thượng tịnh không hỏi thầy Lý Vĩnh Nam: thầy ơi, cái người thuyết pháp giỏi người ta nghe đông, người thuyết pháp dở người ta nghe ít, phải đúng không thầy? Thầy Lý Vĩnh Nam nói không. Có duyên hay không có duyên, người có duyên dù là thiết dở người ta cũng đến nghe đông, người thiết hay mà không có duyên thì cũng không ai nghe luôn. Rõ ràng là nên kết duyên. Kết duyên là chỗ vô cùng quan trọng. Mà kết duyên cái gì? Không tốn tiền mà kết duyên thù thắng nhất. Một câu vật hiệu này kết duyên, gương mặt này tươi vui kết duyên, gặp người chào A Di Đà Phật gương mặt nở nụ cười kết duyên. Không tốn một cắc mà duyên vô cùng dày. Rõ ràng nè. Nên cái ngày chủ nhật này mà những người tu lâu mà nói họ không cộng chung với cái chúng này là coi chừng quý vị tu cái ngã rồi đó. Ngồi ở đây tôi tu lâu mà tôi ngồi đây tôi nghe ông thầy nói chuyện chi chào tôi, nếu mà nói về tầng cấp tôi cao hơn những người này. Vậy sao mình biết mình cao hơn người ta? Mình thấy có những người tầm thường, ví dụ như Dương Đầu Ngốc, vậy mà ta giảng sanh ta biết ngày giờ. Thầy của Dương Đầu Ngốc mà không giảng sanh, quý vị dám xem thường người ta không? Đúng không? Thí dụ như bây giờ sư đệ của Hòa Thượng Hải Hiền là Pháp Sư Hải Khánh, làm cái nghề gì trong chùa? Đổ phân, đổ nước tiểu. Vậy mà khi người ta thành tựu, người ta để là toàn thân xá lợi, có ai suy nghĩ điều này ra không? Thờ người ta còn tại thế, người ta ở trong chùa, ai cũng xem thường người ta vì người ta làm nghề đổ phân, đổ nước tiểu. Nhưng nếu một con người có trí tuệ nhìn người ta làm cái khâu này mình tôn trọng. Chỉ cái khâu này khó làm mà người ta làm được. Còn mình ngồi trên bàn cao xa, mình có danh vọng ở trong chùa, thì người thế gian nghĩ rằng những người có danh vọng nên ta đi tìm. Còn những người mà thấp kém ở trong chùa mà làm những công việc mà tay chân thì người ta không để ý tới. Coi chừng bị sai lầm á, chứ không đơn giản đâu. Người ta âm thầm như vậy mà ta tu, người ta thành tựu lại rất lớn. Những người mà trong ngôi tam bảo mà tiếng tâm lẫy lừng chưa chắc đâu quý vị à. Chưa chắc đâu. Nó chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng không phải chân nhân mà. Nên từ nơi đó con người tầm thường á là con người tu hành đó. Con người tu hành mà trở thành không phải tầm thường nữa thì quý vị nhất định là không phải người tu hành đâu. Nên người tu hành mà nói là danh lợi thì không có nói tu hành. Nên mình càng tu lâu mình phải hạ mình cùng với tất cả mọi người. Nên có một vị hòa thượng này những đức biết nè. Ngài thì chuyên nuôi chúng ni. Nuôi chúng ni lắm. Quý vị biết rằng nghe, bên ni thì nói khó. Hòa thượng nói không được á. Ngài đắp y vô, ngài quỳ xuống lại với bà ni. Bà nào bà nấy xanh mặt xanh mày hết luôn á. Còn khi ngày dụng công ngày tu là ngày tu ngày lễ Phật, ngày lễ phía sau chư ni á. Bà thượng lớn á, chủ trì chùa, viện chủ chùa á, làm vậy đó. Nghĩa là cả đời ngày là tu cái gì? Khiêm cung khiêm hạ, dùng đức để độ sanh. Quan trọng chưa? Vậy mà cũng nổi tiếng dữ lắm á, không giỡn đâu. Nên từ nơi đó mình đừng bao giờ cho rằng mình tu lâu mà mình không cộng tu chung với người ta. Trời, đức chúng như biển cả mênh mông, mình phải cộng tu chung với người ta. Nhưng đức đã thấy rất là nhiều người tu lâu nghe quý vị. Đi đến chùa ngày chủ nhật gì nè, đi đến gặp mình là muốn gặp mình nói chuyện chút gì đó. Rồi xong đi về, như đức hỏi: ủa, ở là cộng tu một chút đi hay gì nè? Dạ con bận lắm thầy ơi. Tu thì con nhà con cũng tu được hết thôi. Để cho người ta tu đi thôi được rồi. Nhưng đức nói vậy thì lên chánh điện lễ Phật ba lại đi. Dạ nãy con đi ngang con xá xong rồi thầy. Thấy chưa? Thất bại chưa? Tu lâu mà ra một cái hành động này vô cùng là thất bại. Nhưng đức nói với vị nghe, chúng ta chỉ cần bước đến ngôi tam bảo nào phải vô lễ Phật ba lại. Đến ngôi tam bảo với lễ Phật ba lại. Và thường thì không, người nói cái lễ đầu là kết duyên ngôi tam bảo ở đây. Lễ thứ hai là kết duyên với vị chủ trì ở đây. Lễ thứ ba là kết duyên với đồ chúng ở đây. Mong nhân duyên một ngày nào tôi có duyên đến nơi này
tôi sẽ chia sẻ Phật Pháp, sẽ có được ba nhân duyên này mà tôi chia sẻ được Phật Pháp. Cái tâm người ta như vậy, cái duyên hòa thượng tịnh không, quý vị coi, trời ơi, đi đến đâu là duyên vô cùng dày, vì kết duyên mà. Cái tâm luôn luôn là kết duyên, vì kinh A Di Đà Phật nói không thể nào dùng một chút xíu thiện căn phước báo nhân duyên mà sanh về nước kia. Nên con người phải tạo duyên nó mới có phước, có duyên nó mới có phước mà. Nếu không có duyên sao có phước? Con người không có duyên, không ai tiếp nhận mình sao có phước? Mình phải có duyên người ta mới đến với mình, người ta đến với mình mới có cơ hội để tu phước đó. Còn nếu không có duyên không ai tìm mình đâu. Nó dù là đẹp thì đẹp, nhưng mà nó vô duyên không ai gặp quý vị đó. Nó nên những đức nói rằng có những người á, người ta đọc sách á, đọc kinh á, mà người ta lại ra một cái hành động nó kỳ cục lắm. Những đức nhớ dưới quê những đức có một cái ông này, ổng là bác sĩ. Ở dưới quê mà nói bác sĩ là có học thức cao lắm á quý vị, người cũng có danh vọng lớn, không giỡn đâu. Mà ông á, đọc sách nhà Nho đồ này kia, ông biết nhiều lắm quý vị, ông biết rất là nhiều. Nhưng mà ông học ra một cái tính gì quý vị biết không? Khó tính lắm. Ông rất là khó tính. Bởi vì ngày xưa mà tại sao mà mình nghe nói mà mấy ông thầy mà nhà Nho đồ này kia mà mình gặp ông mình sợ, bắt bẻ từng chút. Thì ra bây giờ mới hiểu mấy ông này học không có thông. Bây giờ mới hiểu, học không thông mà ra khó. Chứ cái người học đạo mà học thông dễ dữ lắm, rất là dễ. Trước mắt của họ mà họ không cần nói, quý vị muốn làm gì làm, nhưng họ không cần quan tâm tới đâu. Họ dễ đến mức như vậy đó. Còn cái gì mà họ cần nói là họ nói liền à. Còn cái gì mà họ thấy không được họ không cần nói đâu. Họ rất là dễ tính. Nó rất là dễ. Nên từ nơi đó mà Nhật Đức nhớ cái ông này nghe. Ôi ôi, ông bắt bẻ từng chút từng chút từng chút. Con cháu dòng họ mà mỗi lần mà đám giỗ đám cưới đó quý vị, mà ổng đi đến rồi nghe, người ta cứ là để ý coi ổng ngồi cái bàn nào. Người ta không có dám đến ngồi gần. Ai cũng né ổng hết trơn á. Nó cái người học đạo mà ra vậy quý vị nghĩ đi, học đúng hay học sai? Mình là người học đạo phải học ra một con người dễ tính. Cái gì cần nói còn không nói được thôi, chứ mình đi bắt bẻ làm chi cho nó mệt. Nên khi mình đã nghe đạo rồi, mình đi đến cái chỗ đông người mà ngồi tầm 3 tầm 7 nói chuyện, mà ai mà nói hơn mình thì mình nghe. Còn ai nói chuyện hòa nhập được thì mình nói. Còn ai nói hơn mình thì mình nghe. Ai mà nói cái đạo của họ tu là đặc biệt hơn thì mình cứ nghe đi. Mình đừng có chim vô làm chi cho nó mệt. Thí dụ như người ta đạo Thiên Chúa hay đạo gì đó, mình này đạo Phật, mình ngồi mình nghe người ta nói tán thán cái đạo người ta, mình cứ ngồi mình nghe đi, mình đừng có đụng vô làm chi, hiểu không? Đừng có đụng vô. Hoặc là mình niệm Phật 4 chữ hay 6 chữ, hay mình tu tịnh độ hay tu thiền tu mật, thì nếu mình nghe người ta nói thì mình cứ nghe, chứ mình đừng có đưa cái phương pháp của mình tu vô trong đó làm chi. Còn từ khi không ai nói mình đủ duyên thì mình phương tiện cái pháp tu mình chia sẻ cho người ta nghe, vậy thì mình gần gũi với ai mình cũng hòa nhập được, chứ nó không có cái chuyện đụng đầu chảy máu. Chứ không thôi là tu chứ ngồi xuống ở đầu là bàn tán Phật Pháp, bàn tán đạo hơn thua từng lờ. Không đúng đâu. Tu gì không đúng đâu quý vị à. Hơn thua từng lờ vậy là không đúng đâu. Chúng ta học đạo là mình cố gắng mình học đạo cho tốt, để mình có được sự an lạc là tốt rồi. Chứ mình hơn thua có hay ho gì đâu. Nó làm sao mà mình an lạc nè, làm sao mà mình vui mỗi ngày nè, nó sống đặc biệt, sống tốt đẹp nè, vậy là được rồi. Nó học đạo làm sao mà càng học mà gia đình mình sống hạnh phúc tốt đẹp. Hạnh phúc đây không phải nói rằng là chúng ta gia đình mình vô cùng tròn vẹn, mà hạnh phúc đây là hết trách nhiệm mình đối với gia đình. Còn cái cuộc đời đi đến thế gian này thì có những khi nó cũng đi nhau hết cuộc đời, còn có những khi cũng đâu có đi hết cuộc đời đâu. Vì cái duyên nó có dài có ngắn mà. Cái duyên ở cõi đời này nó có dài có ngắn. Thí dụ như cái duyên mình vợ chồng đến với nhau nó ngắn, thì đi với nhau một khoảng đường nào đó thì nó gãy gánh, thấy không? Nhưng mà mình là người biết đạo, gặp nhau từng vợ là chồng với nhau rồi, dù sau này có gãy gánh cũng đừng nên gặp nhau mà hận nhau, phải không? Gặp nhau vẫn chào nhau. Thí dụ như mình đi mình đụng mặt gặp nhau, mình chắp tay A Di Đà Phật, chào anh, thấy không? Chứ đừng có một cái tâm mà mình gặp mà mình thấy quýt. Hoặc là mình gặp đi đoạn đường đó, cái mình sắp sửa đi tới, mình quẹo đường khác. Tuy cái tâm mình không có bực bội, không có ghét người ta, nhưng mà trong lòng người ta đánh giá mình, người ta nói học đạo mà học ra vậy đó hả? Học đạo mà cái tư chất như vậy sao? Nhưng nếu mà nói mà đã xa nhau rồi mà lâu lâu mà gặp nhau rủ đi uống cà phê là không đi. Tuyệt đối không đi. Vì sao? Vì khi đi nó rất dễ mầm móng tình cảm lại lắm.
Tại vì đã xa nhau rồi thì thôi xa đi. Còn cái chuyện gặp nhau ngoài đường thì chào nhau thì được, chứ đừng rủ uống cà phê. Có khi rủ uống cà phê rồi rủ chụm lửa mới công lắm. Thấy không? Phiền phức đó nghe. Đã xa rồi đừng có tạo tay ra. Tạo ra rồi lỡ thời gian, đã nói là ly dị chồng mà thời gian tự nhiên nổi lên cái bụng trình bình. Lúc đó mình ơi mình chịu, tại vì đã ly dị rồi mà ta rủ mình đi uống cà phê chung là mình đừng có đi. Không đi. Còn gặp chào nhau thì được, nhưng không bao giờ rủ đi uống cà phê. Hoặc là buổi tối hay buổi bằng ngày gì, nhưng mà đi đến nhà của mình mà gõ cửa trái tim là mình không mở. Anh hãy về đi, hãy về đi. Tôi không mở cửa được đâu. Vì sao? Tôi là phàm phu, tôi còn yếu lắm biết không. Tại vì mình với người ta đó từng chung chăn sẻ gối, nó gặp lại nhau nó ưa. Có những cái nhăn thở trước nó khơi dậy cái tâm mình đó. Không có giỡn đâu. Vì mình cũng bị cô đơn lạnh giá, lúc đó nó nổi lên, không có giỡn đó. Ừ, nên tránh đàn ông. Vì sao? Bây giờ mình đã xa đàn ông là mình mừng lắm rồi, không có nên nhào vô để tìm, lôi lũ đạn về gịch nhiếp đừng nổ nữa hả? Nên nhiều bà ở đây cũng là đàn bà giá lắm á. Trời ơi, chùa của mình là cái chùa mà gọi là độ đàn bà giá số 1 luôn. Đúng là rõ ràng á. Ai mà chồng bỏ chồng chê về đây niệm Phật, Phật A Di Đà mê liền. Nhớ đó nghe. Thôi Phật A Di Đà mê là chắc chắn nhất nè, chứ đừng có đàn ông mê chi cho nó mệt. Đúng không? Nó khổ lắm. Nó khổ mười mấy hai chục năm mà hiểu rồi. Sanh con đẻ cái cũng cực tới mồ. Nên mới có cái nguyện là nhàm chán thằng nữ, thấy không? Cái bữa mà lễ mà phụ nữ quốc tế đó, những đứa có nói cái buổi sáng đó thấy không? Nhắc nhở tôi đem công đức tôi mong hồi hướng cho mấy cô á. Nó mong cho mấy cô á mà nhàm chán cái thằng nữ này đi. Nó, chứ mà gọi ngoài đời mà tặng cho bó hoa hoặc là ngày đó mời mình đi ăn đồ này kia, trời ơi trong lòng cũng thấy hãnh diện lắm. Hãnh diện cái gì? Bữa nay nó mời ăn, ngày mai nó bắt nấu chết được luôn. Nấu có một buổi cho ăn, nó mời có vài cọng hoa đó mà lo lắng chết được luôn, thấy không? Có khi mà bữa đó tặng hoa rồi nó rủ đi chơi rồi không biết nó tặng cái gì. Khổ lắm, mấy ngày lễ khổ lắm. Bởi vì đúng thân phụ nữ lúc nào cũng thấp kém hơn người ta, phải không? Thấy cái gì đó mà còn ngước mặt lên. Mệt chết, phải không? Phải suy nghĩ kỹ nha. Ngày xưa tôi mà lễ lọc ngoài đời tôi biết quá mà. Nâng lên được có một chút mà cuối cùng hạ xuống không mà. Thấy không? Nên không có gì đặc biệt đâu. Nên Phật mới nói cái câu là nhàm chán thân nữ. Nên nhắc nhở mình cái thân nữ này khổ lắm. Không có cái gì mà gọi là đặc biệt đâu. Trời ơi, mình thấy không, người ta sống gần gũi với mình. Nhưng khi mang bầu bì mình khổ đau, mình phải chịu bầu bì 9 tháng 10 ngày. Còn khi đẻ thì đau khổ vô cùng. Người ta cũng đứng bên ngoài chứ có ông nào ngồi bên cạnh mình đâu. Sao dám ngồi? Nó quýnh te tôi. Cái lúc nó sanh đẻ nó đau quá, nó quay qua nó gặp chồng, lúc nó săn hẳn lên. Nên bởi vì tại sao mà ta không cho ông chồng mà ngồi kế người vợ đang đẻ? Vì gặp ổng á bà tức. Tại ông mà tôi đau gì nè, tôi thôi vô mặt ông. Không, từ nơi đó mà không cho ổng ngồi kế bên là vậy đó, phải không? Cuối cùng mình cũng chịu một mình đó không? Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình tự chịu đau đớn đó không? Vậy mà đau đớn rồi thì xong về bắt đầu nói một lần này thôi nghe, nghỉ không có cho đẻ nữa nghe không. Vậy đó mà nguôi á, nhỏ mới có bò bắt đầu ông thỏ thẻ bên cạnh ông nói em ơi thôi kiếm thêm thằng trai nó đi em. Vậy đó mà siêu lòng tiếp tục. Trời ơi, vậy mà có nhiều bà mà 4-5 đứa đó cũng gì khẽ khẽ vậy đó mà ra khổ không. Nên mấy ông đúng là mình phải thương vợ hết lòng. Dù là vợ chồng chia tay nhau đi chăng nữa mà mình nhớ là cái tình cảm xưa mình chẳng tội nghiệp người ta. Nên nói rằng chia tay với vợ mình cũng làm hết lòng, có tiền bạc hỗ trợ cho người ta nuôi con. Đàn ông phải như vậy đó, phải không? Chứ tại vì ít gì cũng tình xưa nghĩa cũ, mà con mình mà ta nuôi mà. Nên người ta là người đàn bà mình hỗ trợ cho người ta. Nhưng mà hỗ trợ cũng nguy hiểm lắm nha mấy bà. Khi hỗ trợ mà nhiệt tình quá cái tự nhiên nó nói lại mối tình xưa. Trời ơi, cái cõi đời này nó ghê lắm. Nên mình phải cần tu hành là vậy đó. Chứ không thôi là cũng nói lại tình xưa ấy, kiểu mà nhiệt tình tháng nào cũng đem tiền lại đưa đó. Trời ơi nguy hiểm lắm. Đem tiền đưa từ đem bánh nè, đem kẹo nè, đem nước đá mía rồi lỡ từ từ.
Giống như có cái bà kia kìa, bà đến chùa mình tu, bà kể như Đức nghe kìa, bà nói kìa, thầy con lấy chồng con lớn hơn con là 30 tuổi, ổng bây giờ cũng đến chùa tu, thầy coi ổng kìa, nó ông đó đó thầy. Nhân Đức nói mới vô chùa, Nhân Đức tưởng nó ổng là ba cô không, ai biết là chồng cô đâu. Thôi ổng già quá trời già, còn cái bà này mới có 40 tuổi thôi mà cái ông đó tới 70 tuổi, 70 mấy tuổi, ông già ngồi xe lăn. Bà này đẩy xe lăn mà tưởng nó là đẩy cha không à, ai mà nghĩ là đẩy chồng. Bà nói rằng tội thầy con lấy ổng vì một cái nhân viên lạ lắm thầy ơi. Ông này thì ổng có điều kiện, có tiền bạc, con thì con bán cà phê, quán cà phê cốc ở dưới quê, rồi ổng mỗi ngày ổng đến uống cà phê, rồi con cũng the thẻ, bởi vì mình là người đàn bà mà đừng có the thẻ mấy việc này nghe không. Người đàn bà một nè là đã có chồng rồi thì đừng có nên nói xấu chồng với đàn ông, đừng có nên nói xấu chồng mình với đàn ông nó sẽ mò đến đó. Tại vì sao mình nói xấu chồng mình với đàn ông là đàn ông nói con nhỏ này hình như là nó chán cái thằng chồng này, nhỏ này cũng có được, thấy không, là nó mò đến đó nghe. Hai là mình là đàn bà đừng có thỏ thẻ đàn ông vì tiền bạc hoặc là của cải nghe không, là dễ dính nạn lắm á. Bà này nè, bà dính, bà thỏ thẻ là bà nói bà muốn cắt cái quán cà phê lại cho đàng hoàng, nhưng mà cắt quán cà phê tới 100 mấy chục triệu, nhưng mà bà bây giờ bà có 70 triệu còn thiếu mấy chục. Ông nói được rồi, anh sẽ cho em mượn, không? Cho mượn mấy chục triệu cắt cái quán. Cắt cái quán xong cái ông lên ông uống cà phê hoài, ông uống cà phê hoài, ông ngồi hoài vậy đó. Rồi xong cái tới giờ cơm cái bà mở ông ăn cơm, ông vô ăn cơm luôn, ăn cơm ngày qua ngày ăn cơm. Cái xong cái ông nói bây giờ anh muốn ở lại ở đây ngủ. Ông nói bà nói bây giờ sao, giờ người ta cho mượn mấy chục triệu mà ông ở lại ông ngủ. Ông ngủ xong rồi xong luôn, bà làm vợ ông luôn. Cái duyên nó chỉ vậy thôi, cuối cùng làm vợ, bà làm vợ một ông già dính luôn, chỉ có mấy chục triệu mà quý vị. Vậy mà về làm vợ ổng đâu mấy năm sau cái ổng bị bệnh, ổng tai biến, rồi bà nuôi ổng luôn như vậy. Bà nói chỉ có mấy chục triệu thôi mà nuôi một ông già, khổ không? Nên mình là người đàn bà nghèo thì nghèo, nhưng đừng có dính dáng tiền bạc đàn ông. Mình phải có cái khả năng của mình. Nó, mình nghèo mình sống theo nghèo, chứ mình đừng có dính dáng mấy chuyện đó. Dính dáng đó, dính tiền thì mình phải trả tiền, dính tình phải trả tình, nó phiền lắm, hiểu không? Đây là những Đức nói về kinh nghiệm đó nghe quý vị. Bà nói trời ơi thầy, bây giờ con dứt không được, phải chờ ngày ông tới chết luôn, mà ông già này ông lâu chết vô dễ sợ luôn. Thấy chưa, trời ơi lâu chết mà ông cứ ẹt ẹt, ông cứ khạch vậy đó. Bà cứ chăm ổng, trời ơi, nói mấy chục triệu thôi mà chăm một cái ông đàn ông vậy đó. Nó thì những Đức nói á, một là mấy chục triệu nó cũng là cái nhân bắt cầu cho cái nợ cuộc đời mình đã từng thiếu đó cô ơi, chứ nó không phải là không có nợ mà tự nhiên nó gặp gì đâu cô, nên cũng là thiếu nợ nặng nên mới gặp nhau vậy, hiểu không? Nó nhưng mà tốt nhất là mình là đàn bà, hai điểm mà những Đức nhắc nhở nghe. Một là có chồng rồi, dù chồng có nói chuyện gì hắt hủi mình, nhưng đừng bao giờ gặp đàn ông mà thỏ thẻ, nghe chưa, là điều này là đáng kỵ. Và điều thứ hai, mình là đàn bà giá, đừng bao giờ ngồi nói chuyện với đàn ông mà mượn tiền mượn bạc người ta, rất là phiền phức. Dù mình không muốn làm một cái nghề không phải mà cuối cùng nó đi làm bé người ta đó. Tại vì qua đồng tiền mà phải đi làm bé cho người ta đó quý vị. Nó không có nên đâu nghe chưa. Nên bây giờ biết Phật Pháp rồi, những Đức thấy rằng cái cuộc đời con người mình giàu nghèo không quan trọng gì đâu quý vị à. Như những Đức bây giờ cái cảm giác của cuộc đời những Đức nó không còn nặng nề gì tiền bạc nữa. Đối với tiền bạc những Đức thích xài tiền cho hết thôi à. Nhưng mà không có hết tiền đâu. Phật nói 100% là đúng. Càng bố thí càng nhiều. Nhưng đừng bao giờ nghĩ bố thí là nhiều, thì vô cùng nhiều. Cứ nghĩ rằng là chăng thật làm thì đừng có suy nghĩ bố thí là nhiều. Nhưng thật sự gieo nhân gặt quả. Càng thí pháp thì càng thông minh trí tuệ. Cứ chăng thật thí pháp thì đừng suy nghĩ. Thí pháp là thông minh trí tuệ. Càng phóng sanh là sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Nhưng chăng thật thương chúng sanh bằng tâm từ bi đi. Chứ đừng suy nghĩ phóng sanh là được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Dù mình có mang bệnh mình cũng đừng suy nghĩ phóng sanh để hết bệnh. Mình cứ chăng thật gieo cái nhân đi. Vì mình đâu có biết rằng mình thiếu nợ thì sao, hiểu không? Nên chân thật mà gieo cái nhân thì nhất định sẽ có cái quả. Đây là những điều mà quý vị nghe Phật Pháp á, gì nó xác thực lắm á. Nên cuộc đời của tất cả những người mà chúng ta hữu duyên gặp nhau ở cõi đời này nghe quý vị, quý vị cảm thấy mình yên tâm lắm, mình vui lắm. Cái vui nhất của chúng ta là gặp nhau cảm thấy rất chân thật đến với nhau quý vị. Nó không có cái gì là tiền bạc, những Đức không có một cái gì mà nói rằng là Phật tử giàu nghèo gì đâu đó quý vị à. Nó những Đức rất là thương hàng Phật tử, nhưng mà không bao giờ gần gũi nhiều. Rất là thương, thật sự luôn á.
Họ mà đến chùa tu đồ, những đức thương lắm, những đức thấy mấy người lớn tuổi mình, những đức thường là cứ chị, mình rất là thương quý vị. Mình muốn là cuộc đời của họ là họ có niềm vui như mình có niềm vui bây giờ nè. Đó, nên những đức thấy rằng là đừng có nặng với cái chuyện mà danh lợi giàu sang. Đừng có nặng cái này là không có niềm vui đâu. Chính những đức thấy rằng là không nặng mà vẫn có đầy đủ hết trơn à. Rất là đầy đủ mà không nặng gì cả. Đây là những đức nói rồi, nói mà có khi người ta không biết, nó nói mình khoe khoang này kia. Không phải đó quý vị à. Vì mình nói tặng đáy lòng mình nhiệt tình. Ngoài sức tưởng tượng của mình quá quý vị ơi. Quá ngoài sức tưởng tượng của mình rồi. Đó. Quý vị biết rằng một ngày những đức lo cho bao nhiêu trăm người này, mà còn phía sau kia những đức còn làm bao nhiêu chuyện nữa. Bao nhiêu chuyện không nhỏ đâu á. Không thể nào nói hết được đâu. Quý vị nghĩ chùa mình mà nói mà hai bên mà tiền điện không, quý vị nghĩ một tháng 70 triệu không? Tiền điện thôi đó. Nó không giỡn. Nên từ nơi đó mà còn nhiều thứ gì khác. Dữ lắm luôn. Vậy mà họ không biết làm sao vậy. Ổn định lắm luôn á. Mà cái ổn định nhất của chùa mình là nhân sự tuyệt vời. Quý vị mà thấy quý thầy mình á. Thầy nào mà lên đứng đây sắp xếp cho quý vị coi. Iran là một cái khuôn đúc ra vậy đó. Thầy nào gì chứ. Đó. Chị chùa mình là có thầy Nhượng Phú là thầy biết nói chuyện chút thôi. Nha. Phần nhiều là quý thầy khác là ít biết nói chuyện lắm quý vị. Đó. Rồi bên kia thì có thầy Nhượng Thịnh là biết nói chuyện chút. Biết nói chuyện chút. Còn quý thầy khác là ít lắm. Không biết nói môi mép này kia đồ chút đỉnh không biết đâu. Chỉ có những đức là nó có đầy đủ hết á. Gom nhặt hết trơn, đầy đủ hết trơn luôn rồi đó. Lanh cũng có mà trầm cũng có mà muốn sao cũng được với những đức hết trơn á. Là những đức là nó có trong này hết trơn rồi nè. Nên tất cả mấy ông khác như những ngôn đủ lên quý vị thấy không biết nói gì đâu. Mà duyên đặc biệt lắm á. Những ngôn mà mở miệng ra là mắc cười không nói chứ. Con lòng mình đứa bên kia mà nghe ông ở đây ông nói thầy sắp qua quý Phật tử có rung không. Trong bụng những đức nói trời trời tôi qua mà làm gì Phật tử rung chợ hôm nay. Ông nói câu rồi cái tiếng mắc cười lắm quý vị ơi. Mà ông niệm Phật quý vị thấy cũng mắc cười nữa. Mà niệm Phật mà nhìn ông thấy tội nghiệp lắm quý vị ơi. Ông ngồi nói chuyện như đức ông nói tôi là người Việt Nam chánh cống. Nhưng đức nói ông là người Việt Nam chánh cống, không lẽ tôi là người Việt gì ông. Ông nói gì nè. Ông nói thầy coi tôi nè, cái chân của tôi thầy coi kìa, khó mùi dép lắm. Hỏi sao à, cái chân nó bè ra mà cái chân nó bự. Ông thầy coi cái tay của tôi nè, cái tay của thầy có phần nửa tay tôi, tay tôi bự dữ lắm, người Việt Nam chân và tay bự lắm. Ông nói vậy đó. Còn như đức hỏi vậy ông coi tôi là người Việt gì, thầy lai. Trời ơi, ông đây tiện tiếu lắm. Ông nói chuyện rất là tiếu quý vị, ngồi nói chuyện với ông là mắc cười lắm kìa. Trời, ông kể những đức nghe câu chuyện mà cưa mìn á. Ông kể câu chuyện cưa mìn mà ông nhưng ngô cái chuyện bị cười bể bụng luôn, nói chuyện mắc cười lắm. Ông nói là ông kể câu chuyện mà ông nói là Việt Nam mình với Nhật với thi một nước Hàn Quốc thi người gan dạ, cái cuối cùng Nhật á nó lên nó cởi áo ra nó mới lấy dao nó gạch vô bụng nó môi ruột ra chết queo. Là ban giám khảo nó Nhật đúng gan thiệt. Xong người Việt Nam mình bước lên bắt đầu đem cái mìn thiệt to, hai thằng cưa ọt ẹt. Cái bà giám khảo nói, được rồi, Việt Nam gan nhất. Ôi, ông kể mà Nhật Đức cười quấy bụng luôn. Nhật Đức hỏi, ôi sao kỳ à? Vì sao mà nó đang cưa mà tự nhiên Việt Nam gan nhất là sao? Nói, Nhật nó gạch vô bụng chết chỉ có một thằng. Còn nếu mà để cưa cho nổ thì bà giám khảo cũng bỏ mà. Nên Việt Nam là gan nhất, dám cưa mình. Ông mà câu chuyện này ông kể mắc cười thiệt quý vị. Đúng là người Việt Nam mình khôn thiệt ha. Chứ chơi làm sao lợi người ta, trời trời, nó gạch vô bụng, môi ruột ra chết. Gan. Mà công nhận thì chỉ thằng nào thằng đó gạch bụng à. Ai mà dám chơi cứ kỳ cục với Việt Nam mình đúng là khôn thiệt. Cuối cùng chỉ còn có cách cưa mềm thôi. Cưa mềm để mà dọ ban giám khảo. Đúng là thông minh ha. Quá thông minh luôn. Nên từ nơi đó mà ông kể chuyện tiếu lắm. Nên những đức nói quý vị á. Là Nhật Đức ở đây là Nhật Đức chơi với các anh em trong chùa và các cụ già trong chùa.
mấy cô rồi trong chùa, Nhận Đức thấy nó vui lắm, quá gần gũi luôn. Ừ, có khi mà Nhận Đức mà ngồi bẹp xuống dưới đất vậy, chơi với mấy bà già mà bả ngồi mà bả mà lau khay đồ đó, Nhận Đức thấy cái tình cảm nó sao quý vị, nó tuyệt lắm kìa. Nên Nhận Đức nói con người tu hành mà cao xa chứ cho nó mệt, dù là mình chủ trì chùa hay là tiếng tâm gì, đừng có quan trọng cái chỗ này. Cái quan trọng nhất là con người đến với con người làm sao mà cho nó gần gũi quý vị, hiểu không? Đủ duyên là nói chuyện hết lòng không nói chân ha, không đủ duyên thì gặp nhau chào câu A Di Đà Phật rồi thôi, chứ ngoài ra không có nói xa xa mặt cách lòng gì, không có nói, không nói chuyện, nhưng mà rất là có tình cảm với nhau chứ không phải là không có tình cảm. Nhưng mà Nhận Đức không có chịu tình cảm mà dính mắt với nhau thôi, chứ sống là Nhận Đức rất là có tình cảm á. Ừ, chứ quý vị nghĩ đi, Nhận Đức tính đủ thứ chuyện cho hàng Phật tử hết chứ ha, tính đủ thứ cách đó để cho quý vị ở nhà mà tu được á. Nên Nhận Đức rất là mừng là mình bây giờ có một phương pháp tu mà từng nhà Nhận Đức thấy mừng thiệt quý vị. Nghĩa là chùa mình từng nào cũng tặng tượng Phật hết, nhưng mà bây giờ bao nhiêu năm nay mà làm tượng Phật, tới dưới Bồ Tát Quán Thế Âm này chúng ta có 500 pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. À, Phật tử khắp nơi nơi nó gì người ta lại xong cái ta thỉnh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhà có ngôi tam bảo, có phương pháp tu, chưa đi đến chùa được đã tu ở nhà giống hệt như mình. Trời ơi cái cách này nó quá hay quý vị ơi. Dù cuộc đời mình sau này có cái gì đi chăng nữa, nhưng mà cái pháp tu này nó đã cấm từng nhà hết trơn rồi. Hay quá. Nó nhưng mà ai cũng tu, người ta nói an lạc quá, thời khóa người ta tu vừa dặn người ta tu. Nên quý vị ở nhà nghe, cố gắng giữ hai cái thời khóa tu, đừng có bỏ cuộc nghe không. Hai thời khóa tu có một chút mà, tu có hơn tiếng hồ gán đi. Ví dụ như có con cái được, cho nó tu được thờ nào cho nó tu thờ. Ví dụ như buổi sáng thức sớm quá, nó thức không nổi thì thôi đừng có ép. Nhưng mà buổi chiều nếu mà rảnh cho nó tu đường thờ hay lắm quý vị. Rất là hay. Nó hai cái thời công phu đó quan trọng trong gia đình mình lắm. Khi mà tu rồi cái gia đình nó ấm áp lắm. Rồi cả ngày quý vị cứ bấm số niệm Phật. Cứ bấm số niệm Phật thôi. Chăng thật mà bấm số niệm Phật. Đó. Nhận Đức cũng đang đặt mấy cái lo thời khóa tu đặt lại thôi, không nói gì. Nhất định phải làm cho bằng được. Nó tới nào Nhận Đức đặt xong mấy cái lo đó, Nhận Đức tặng quý vị nữa. Cái lo mà thờ khóa tu, trong đó Nhận Đức kép nó hai cái điệu, điệu niệm 4 chữ và 6 chữ. Ai muốn lễ 4 chữ thì lễ bấm vào 4 chữ, ai muốn lễ 6 chữ thì bấm vào 6 chữ. Còn cái điệu hộ niệm thì quý vị chỉ cần lấy cái bông sen là hộ niệm được rồi đó. Cái điệu bông sen, cái đèn bông sen là hộ niệm được đó quý vị. Lớn lắm, hay lắm á. Đèn bông sen công nhận nó bền thiệt nha. Cái đèn bông sen là lấy cái điệu hộ niệm là hộ niệm được rồi, 4 chữ. Cứ hộ niệm đi, cha mẹ già cứ cho nghe suốt luôn đi. Nó rồi bắt đầu là mai mốt là già yếu là cứ tập trung anh chị em đến ngồi xuống hộ niệm cho cha mẹ của mình. Cái chăng thật mà làm gì đi, đây là cái phương pháp mà ai cũng làm được hết. Phương pháp mà ai cũng làm được hết trơn á. Nên quý thầy quý sư cô mà ngày chủ nhật mà đi đến chùa mình rất là đông. Duyên này chúng ta cũng có duyên nhau đặc biệt quý vị. Những Đức nói rằng á, Những Đức đi tu mười mấy năm nay, nếu không phải gặp pháp môn Tịnh Độ là chắc chắn không thể nào làm được gì chứ. Pháp môn Tịnh Độ này đặc biệt quá quý vị ơi. Dù chúng ta có tu phương pháp nào đi chăng nữa, nên niệm Phật đi. Phương pháp niệm Phật này hay dữ lắm, mà nó giúp cho cái cuối cuộc đời của mình tuyệt vời, mà lúc còn sống này cũng tuyệt nữa. Thôi còn cái pháp nào bằng pháp niệm Phật này. Cứ đi đứng nằm ngồi cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Buồn khổ gì cũng A-di-đà-phật. Đừng có sợ. Đừng có sợ. Cái cõi đời này đừng có sợ bị bỏ rơi vậy chứ, hiểu không? Đừng có sợ bị bỏ rơi. Ai bỏ mình vẫn không khổ gì sao? Vì mình có ai với Đà Phật à. Khổ gì, sợ. Không có đối chết, đừng có sợ. Yên tâm. Không bao giờ có cái chuyện mà chúng ta nghèo khổ đến mức mà cùng đường mặt lộ đâu. Mà cái cùng đường mặt lộ là do cái tâm mình nó cùng đường mặt lộ nè. Khi mình bị người ta bỏ rơi mà mình bị buồn khổ là mình trong lòng mình bị mất mát, là đây là mình khổ đó. Chứ không phải là mình bị bỏ rơi mà cùng đường mặt lộ đâu, yên tâm. Nhận Đức nuôi người già, Nhận Đức mới thấy ra cái việc này nghe quý vị. Nói đây không phải là mình chi cầu cái cuộc đời của mình mà tại sao lại như vậy, không phải. Nhưng mà phải học Phật Pháp, học ra được cái tâm là cảnh nào mình cũng an lạc thì được. Nhưng mà thấy nhiều cái cảnh của cái cuộc đời này thì ra mình tu Phật nói đi ngược dòng nước rõ ràng quý vị ơi. Thí dụ như trong chùa mình đi, bà già nào mà con cái bỏ rơi luôn quý vị, ngộ thai nhìn thì thấy bà già này vô phước, nhưng ngộ là bà già này lại có phước. Vì sao? Vì nó bỏ rơi hoàn toàn nên bà cảm thấy buồn khổ vô cùng. Khi bà nghe được Phật Pháp rồi là bà quyết tâm bà tu,
và nó không đến phiền phức bà luôn. Cuối cùng thì bà lại được hộ niệm đàng hoàng và ra đi rất đặc biệt. Tuy bị bỏ rơi nhưng trong cái quả nó lại có cái phúc. Còn có những bà cụ nghe con cái đến thăm hoài. Mình nói đây không phải là mình kêu con cái nó đừng đến thăm, nhưng mà những đức thấy rõ ràng ngộ thai là có những bà già mà con cái đến thăm hoài. Vậy mà khi bà bị bệnh rồi, nó đến, nó khỏ thẻ với bà, xong nó đưa bà ra về, nó đưa đi vô bệnh viện, cuối cùng bà chết trong bệnh viện luôn. Quý vị thấy không? Trong phúc có quả. Đó. Nên mấy cô á, mà gặp cái cảnh ngộ cuộc đời, những đức nói đây không phải là mình đi chi cầu cái quả, nghe không? Nhưng mà nói để cho cái cõi đời này nhiều người khổ, người ta cảm thấy rằng là trong cái quả có phúc. Thí dụ như bây giờ á, mình sống với chồng mà có khi tự nhiên chồng mình ông đi là có vợ bé, ông bỏ mình luôn à, thì khổ đau cung cực luôn, khổ đến mức mà cung đường mặt lộ. Tự nhiên lại có bà chị kia, bà nói em, chị thấy em mỗi ngày em buồn khổ quá, chị đi đến ngôi chùa này thấy vui lắm em. Em đi không? Đi với chị nè. Chị ơi, nhà khó khăn lắm, tiền xe cũng không có đâu chị. Thôi được rồi, em đi đi, chị bao tiền xe cho em đi nè. Trong cái quả là khổ quá, cuối cùng đi đến chùa nghe những đức nói chuyện cái tự nhiên thích mỗi tuần đi đến chùa luôn. Trong cái quả là bị chồng bỏ, nhưng cái phúc là gặp được Phật Pháp, gặp được chiếc phao này còn lớn hơn chồng nữa. Quý vị nhớ nghe, ôm chiếc phao của ông chồng nó chưa chắc đâu. Trời ơi, nó thương gì thương, nhưng mà một ngày nào cũng xa lìa khổ. Khi xa lìa rồi quý vị bám ai đây? Có khi nó nuôi cái tình cảm đến tuổi già rồi, nên có nhiều người già mà khi vợ hoặc chồng chết trước á, ngày nào cũng ngồi buồn khổ. Khi ăn cơm thì cứ gắp đồ ăn, nè bà ơi, tại sao bà đành bỏ tôi vậy bà? Thấy không? Nè, miếng gà này bà ăn đi, chết queo mà ăn gì. Đốt nhang nhìn lên bàn thờ, nhìn lên hình của bà, bà nhìn tôi, tại sao bà không nói gì hết vậy bà? Tào lao không? Thấy không? Nó bị vậy đó. Nó thấy chưa? Nó kéo dài cho tới tuổi già luôn, khi xa liền nó cực kỳ khổ. Thấy không? Nên từ nơi đó những đức nói chiếc phao của ông chồng và chiếc phao bà vợ nó không đặc sắc bằng chiếc phao A Di Đà Phật. Chiếc phao A Di Đà Phật càng phao vào chỗ này thì càng tỉnh. Còn chiếc phao của vợ và chồng càng phao vô thì càng mê. Đúng không? Càng phao giết khờ luôn vậy đó. Nên nhiều người chúng ta là yêu thương giết khờ. Nó tình cảm mà mù quáng là khờ khạo á. Phải không? Thấy khờ khạo không? Tình cảm mù quáng là khờ khạo mà. Có khi cha mẹ sanh ra mình, nuôi mình khôn lớn, vậy mà gặp một cái thằng được trai vừa phớt ngang nhìn cái, nói mấy câu vậy mà dám đi theo nó đó, dám xách gói đi theo đó, đúng không? Phải là mù quáng khờ dại không? Nếu mà chiếc phao A Di Đà Phật này mà quý vị nhào vô là tỉnh lắm. Nó tỉnh veo, đúng không? Lúc nào cũng tỉnh nè. Mà ngày xưa chưa tu, cái mặt lúc nào cũng, cái mặt kỳ cục lắm. Mà con mắt ngày xưa trồng trắng không à. Ngày xưa chưa tu con mắt như đứa trồng trắng không quý vị ơi, giống mắt mù vậy đó. Nó kỳ lắm. Mà tu với tự nhiên mắt đen quyền à. Khổ ghê. Đúng là nó nạp năng lượng quý vị. Nạp năng lượng đầy đủ không? Con người mà năng lượng đầy đủ, cặp mắt mình sáng lắm nghe. Cặp mắt mình nó chớp chớp với người ta, không có đơn giản đâu. Mà khi mà con người mà hết năng lượng, cặp mắt bị ngộ lắm. Gì nè. Thì thấy không? Con người mà khờ, người mà buồn, quý vị thấy cặp mắt không? Thấy không? Còn con người mà nó tỉnh táo, đủ năng lượng cặp mắt đó. Thấy không? Nó tỉnh táo mà. Đó, thấy chưa? Nên con người nè, cái nội tâm này quan trọng lắm nè. Cái nội tâm này quan trọng lắm nè. Nó nói mắt chớp chớp, có cái cô kìa, cổ đang ngồi cổ làm nè. Ô nghiệp quá vậy ngồi. Đúng là ngồi cũng đau chân thôi. Ai đau chân thì cứ thẳng chân so chân mới sao đâu nghe không. Không ai mà trách đâu. Ngồi cũng đau chân, tội nghiệp ghê luôn. Có khi có nhiều cô mà ngồi đau chân mà mấy bà ngồi chút mấy bà làm nè. Mình ngồi trên đây mình nói chuyện mình cũng thấy đau lòng ghê luôn. Chút cái bà ẻo là chút cái bà làm nè. Ôi mình thấy thôi, tội nghiệp mình nói thôi kệ, thông cảm phải không? Kệ kệ cái so cái lưng mình cho nó đỡ đỡ một chút. Còn có nhiều bà mới đưa thẳng cái tay lên nằm. Nó đau chân, không ngồi nó đau chân lắm quý vị ơi, không có đơn giản đâu.
Từ khi là nói chuyện vui vui nó mới nghe được, chứ nói mà gặp mày lên em mà rên. Ngày Chủ nhật không ai dám đến, kiểu mà nó rên là không ai dám đến luôn á. Phải nói làm sao mà kích thích người ta mà cảm thấy thích nghe mà phù hợp được. Ta nghe được ta mới ngồi gì nè. Ông này thời gian chắc ổng đi Hà Nội hay gì đâu, không thấy bữa nay ổng mới về. Chắc chắn luôn á. Nên mấy tuần nay lâu lắm mà không thấy ổng nghe, cũng cũng buồn ghê luôn á. Bữa nay ổng về đó. Ông cũng làm cho mấy ông ngồi gần kế bên cũng không buồn ngủ được luôn á. Nên từ nơi đó. Nên quý vị thấy mà công nhận đi đến chùa ngày Chủ nhật cười nhiều thiệt quý vị. Cảm ơn quý vị nghe, những đứa cũng được cười quá trời luôn á. Nhờ quý vị á. Chứ nếu mà mình những đứa đâu có cười nhiều gì đâu. Thấy những đứa giảng mình không? Cái mặt nó. Có cái cô kia có nói thầy thầy. Cái bữa đó con thấy thầy giảng sao thầy ngủ gục. Trời ơi. Con mình một quý vị nghĩ đi, ai mà giảng mình. Nên tiếng ngồi không mình. Có nhiều đêm nó tới khuya. Ô là trời, sáng mai giảng. Giảng mà có nửa tiếng thôi. Mà cố gắng mà công nhận. Có nghĩa là có cái vốn của Như Đức nó dày thiệt đó quý vị. Chứ không nó nói không nổi luôn á. Nó mà mình cầu Phật gia hộ mà có nhiều bữa mà nó gọi nó không đơn giản đó quý vị ơi. Ngồi nói chuyện mà có cô nó cũng nghe chứ cô ý kỹ quá kỹ luôn á. Gặp Như Đức nó thầy thầy. Ồ coi thầy giảng thấy tội nghiệp ghê luôn á. Hình như là thầy ngủ gục quá thầy ôn. Con nói bậy quá, nói chuyện rồi ngủ gục. Con nói không, con thấy con mắt thầy lồi lên 3 mí. Thầy thấy rõ ràng giảng một mình đó nghe quý vị. Nó không có quạt bát gì đâu. Một mình nó có ai đâu quạt bát. Không có quạt bát với cây sao quạt bát được đây. Người ở đây nó động nó mới động được mình chứ. Còn ngồi mình. Ôi tội nghiệp ghê luôn á. Vậy mà quý vị nghĩ được ngày nào cũng 2 buổi. Rồi buổi trưa mà mới ngủ thức dậy nha. Chạy qua có nhiều bữa mắt đồng đỏ, đỏ kè thấy không? Nó nửa tiếng đồng hồ. Nó không? Thật sự mà nói á, Nhật Đức đến với quý vị cũng quá nhiệt tình á. Không bỏ cuộc á, một năm như một ngày luôn á. Nhưng mà đáp lại có một cái là bỏ lên cái là tự nhiên người ta vô người ta coi đông. Đó. Mà nhờ vậy mà nhắc nhở nhau tu suốt luôn. Nên ngày Chủ nhật này cái vốn mà một tuần đó nó đẩy ngày Chủ nhật này. Cái vốn nói chuyện đặc biệt lắm chứ không đơn giản đâu. Vui á. Nó có nhiều cô mà cười gan nước mắt luôn á. Cái cuộc đời này đúng là nó khó hiểu quý vị. Khổ mà cũng khóc mà cười cũng khóc. Giống như chúng ta là nước mắt thừa, nước mắt dư biết không? Nhất là phái nữ là nước mắt đi đâu cũng cầm theo cái bọc. Muốn khóc là khóc cũng nói chứ. Đúng không? Nhưng mà từ khi đi đến chùa tới giờ Như Đức thấy mấy cô chùa mình mà đi đến đây mà cộng tu làm như là mấy cô nắm được chiếc phao vậy đó. Như Đức thấy mấy cô tự tại lắm. Giống như mấy cô đã nắm được chiếc phao rồi. Yên tâm rồi. Bây giờ không có còn sợ mình bị cô đơn quạnh quẻ khổ đau gì nữa chứ. Yên tâm. Thấy không? Nó bây giờ Như Đức còn cho ra cái đề nữa. Là cứ hết lòng lo cho gia đình đàng hoàng đi. Dù gặp chồng nhậu nhẹt, chồng hư hỏng, quýnh đập cỡ nào cũng không khổ luôn. Vui vẻ món nợ này luôn. Vui vẻ đi. Trả chừng nào đủ rồi. Xong rồi. Đủ duyên đi đến đây. Ở đây, tu. Bắt đầu là cái tuổi già là cái hậu nghe không? Lúc đó già rồi. Thì trả nợ cũng xong rồi đúng không? Nếu mà trả nợ chưa xong thì tiếp tục ở nhà mà tu. Còn trả nợ mà xong rồi là thường đi đến chùa tu. Trời ơi đúng là nó có cái hậu này đặc biệt thiệt ha. Không có lo nghĩ gì chứ nha. Cơm ăn áo bằng cuộc sống trong chùa sống sao sống y rang vậy luôn. Chết những đức lo. Nó rồi có nhiều người mình nghe quý vị. Mình thấy nó lo khổ kỳ cục quá. Chết mà lo chứ gì chợ. Chúng ta chỉ cần lo niệm Phật thôi, đừng có lo chết. Chết là người ta sẽ chôn hoặc người ta thiêu thôi, đừng có sợ. Nè tất cả mấy cô nhớ nghe. Không có một tờ di chúc gì mà để lại mà tôi là tôi chết, tôi thiêu hay tôi chôn. Không có tờ di chúc nào để lại là tôi chết đi rồi phải cúng cái gì cho tôi hoặc là cúng chay tăng gì cho tôi. Không có để lại một cái gì cái thứ đó chứ. Mà để cái gì lại? Tôi niệm ai với Đà Phật tôi về thế giới cực lạc thôi à. Vậy thôi à.
Mình để lại ở đây con cháu mình nó làm không đúng như ý mình thì mình phiền não sao? Để lại nó dính lời nói thì sao? Chúng ta tùy duyên đi, mình nói niệm Phật có Phật lo mà mình dính dáng chi quý vị? Nó có những người khổ ghê luôn, trời ơi. Họ tính làm sao đâu á. Tự nhiên bây giờ có tiền tự nhiên lúc còn sống không chịu làm đi. Hoặc là cho con cháu hết cũng được không sao. Hoặc là mình muốn làm thiện thì mình làm lúc còn sống đi. Tự nhiên tiền phân ra phần này phần này phần này. Tiền này á, mai mốt á, mẹ chết rồi xong chết xong á, là mua đồ ăn thức uống đãi cho người ta đi đến nhà. Rồi tiền này á, là mua quan tài cho mẹ. Rồi tiền này á, là mời quý thầy đến rồi cúng chay tăng. Rồi tiền này á, là mỗi tầng thắt sao sao sao. Trời ơi sao tính tầm bậy dữ vậy trời. Bao nhiêu cục đá đang vác trên vai. Lúc còn sống thì buông mấy cục đá xuống sớm chừng nào thì nó nhẹ đi chừng nấy. Ai mà đi để chết rồi đi xử lý. Còn mấy cái việc kia yên tâm đi. Sẽ có người lo cho mình hết à, đừng có lo. Thấy không? Người ta lo hết trơn à. Còn nếu quý vị mà lo vô việc đó có chuyện quý vị trở ngại con đường giảng sanh đó nghe. Trở ngại đó. Nên tất cả các cụ già trong chùa mình nói mấy bà khỏi cần ý kiến. Mỗi ngày tôi lo cho bà nào sao thì mấy bà cũng y gan vậy khỏi ý kiến cái cò chứ nha. Y gan. Bà nào cũng yếu rồi là được vô hộ niệm. Hộ niệm khi mắc xong hộ niệm thêm 24 tiếng, 24 tiếng xong tắm rửa, xong hộ niệm thêm mấy ngày, xong rồi đưa đầy quả tát. Quan tài thì tôi quy định tôi mua quan tài đâu vào đó chân rồi. Quan tài đẹp đàng hoàng, ở trong có mút đồ mềm mại. Đừng có lo, tôi chuẩn bị hết rồi đúng không? Mấy bà có nhiều bà già nghe, đúng là người già kỹ thiệt. Mình mua quan tài gì á, bà nghe mình nói gì đó, quan tài lúc mà chưa liệm đấy vì 3-4 bà, 5-7 bà, 10 mấy bà đến. Đến coi quan tài. Bà dịnh vô quan tài. Bà để tay vô miếng mút với quan tài, bà gừ gừ. Những đứa đi đến phía sau, đứa hỏi, sao được không? Gặp những đứa đến, đứa hỏi, được không? Thấy sao? Nhà sao? Bà nói, được. Được lắm, quan tài này được lắm. Những đứa nói, chọn với mấy bà mà. Con của Phật mà chọn quan tài cho nó ngon nhưng mà cũng đừng có chất lượng quá. Vì quan tài mà quá mắc tiền thì đốt cũng khó. Đúng không? Khi đốt khó rồi thì tới đốt mình nó dốt dốt kỳ lắm. Thấy không? Nên quan tài nó vừa vừa thôi, từ khoảng 7 triệu 8 triệu đổ lại là cũng được rồi. Để chi? Để lửa nó đốt cái quan tài nó mau cháy. Rồi nó đốt cái xác mình nó nhuyễn hết luôn. Còn nếu không mà quan tài mà nó chất lượng quá đó, quan tài mà chừng 100 triệu đồ đó quý vị, lúc đó đốt cái chừng nó dốt dốt mà hao dầu nhiều lắm, lò thiêu cũng phiền phức lắm quý vị. Tại vì những đức đi hỏi mấy người mà lò thiêu á, những đức hỏi cái quan tài rẻ anh đốt khỏe không? Khỏe, đỡ tốn dầu thầy, mà đốt sạch sẽ lắm. Những đức hỏi quan tài mắc tiền thì đốt sao? Tốn dầu nhiều lắm, đốt cực lắm thầy ơi. Mà nó cháy thời gian lâu lắm mới xong cái quan tài. Nên thầy mua quan tài rẻ rẻ giùm con đi thầy. Đừng đốt cho nó khỏe thầy ơi. Mà đốt xong rồi là cái thân thể người này nó sạch sẽ lắm. Nó thành cho mà cho trắng phao mà đẹp lắm. Nhưng Đức nói, à vậy được rồi, để giới thiệu cho quý Phật tử. Thấy không? Nó nên trời ơi, đã chết rồi. Mà làm chi cho nó tốn tiền vô lý. Thấy không? Nè, khi chết nè, đừng nên hoa nhiều. Đừng nên mua trồng hoa, chậu hoa đem đến nhiều chi. Vì đó là không có giải quyết được vấn đề gì đặc biệt hết trơn á. Thí dụ như bây giờ một cái lọn hoa 1,5 triệu, 2 triệu hay gì đi, thí dụ quý vị lấy 1,5 triệu, 2 triệu đó quý vị cúng dường tiền cho người ta còn ngon hơn. Còn nhà chùa hay là cái nơi nhà mình chừng dài lón hoa mình cẩm cho coi được chút là được rồi. Rồi tất cả những người đi đến mình bỏ vô bao thư, mình hỗ trợ người ta, mình mua máy nghe pháp đồ, hoặc là phóng sanh đồ, mình làm những công đức đồ, tiền đó mình bố thí cho người nghèo, mua gạo cho người ta, nó còn có nghĩa lý hơn. Hiểu không? Chứ hoa chi mà đầy hết trơn cái chợ. Một hai ngày sau cuối cùng đem nó đi luyện thùng rác. Người ta còn đi hốt rác cực thêm nữa biết không. Nó còn làm ô nhiễm môi trường nữa. Còn cái quan tài thì mua rẻ rẻ, mua chỉ mắc chi trợ.
Ngày xưa mà các vị hòa thượng như là ngài Hư Văn đâu, di chúc lại khi thiêu tôi xong, cốt của tôi nắng cùng với bột, dắt từng viên tròn bỏ xuống biển để kết duyên với loài thủy tộc. Cái tâm người ta đặc biệt quý vị, mình đi làm chi cái chuyện lớn lao hình thức nó. Nên những đức cuộc đời của mình sống thì nó làm cái gì đó có ý nghĩa, còn khi chết rồi không có bận tâm cái chuyện đó đâu quý vị. Muốn làm gì đó làm, nhưng càng gọn thì càng tốt, đừng có tốn tiền bạc phi lý, thấy không, không có nghĩa lý gì chứ nha. Nên quý vị làm đám cho cha mẹ phải hiểu nghe không, đừng có làm hình thức mà lè mắt người đời chi. Nên làm thật chắc đi, làm sao mà bắt niệm Phật cả ngày lẫn đêm, đó là tuyệt. Vì thấy chùa mình không, bữa nay chùa mình nghe cái lo những đức để trên lầu lầu hai á, những đức học theo Đông Thiên Mục Sơn, nó bắt cái lo bự cao bằng những đức, cái lo to hơn những đức, cái bị ngang bự những đức, cái lo để bắt cái điệu niệm Phật lên. Vừa tu xong là cái điệu niệm Phật bắt lên nó vang 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 vang. Bây giờ nguyên một khu vực này nghe, ta nghe với quen quý vị ơi, nó giống như bên đây có cái trạm quân đội nè, mấy anh quân đội, trời tao nghe giết tao nói thầy ơi, bữa nào mà không bắt niệm Phật á, bữa đó sao con thấy lạnh lẽo quá thầy ơi. Công nhận thì quý vị có vật hiệu này hay thiệt nha. Nên nhà kế bên nhà mình mà bắt niệm Phật á, người ta mắng vốn nha quý vị, kiên trì đi một thời gian quý vị sẽ thấy. Bữa nào mà chỉ cần cúp điện mà tắt máy niệm Phật một cái là họ qua họ hỏi liền, ủa chị sao sáng nay không nghe bắt niệm Phật. Nó không đơn giản, có vật hiệu này hay lắm, nó nghe giết rồi nó có một cái cảm giác gì á, nó làm cho cái nội tâm của mình nó chuyển biến làm sao á. Nên những đức nói mạnh dạn một câu, một con người hư á, dạy họ không nghe, nhưng mà niệm có vật hiệu này là chuyển cái hư á, chuyển hư á. Thí dụ như cái người này á, không được đẹp đi, niệm Phật giết từ từ nó đẹp lên nè. Cái người này á, sức khỏe yếu đuối đi, niệm Phật giết nó khỏe lại. Cái người này thọ mạng ngắn, niệm Phật thọ mạng kéo dài, vì coi trong chùa mình phải thọ mạng kéo dài không. Trời, mấy bà già trong chùa mình vậy đâu mà 80-90 tuổi, nhiều lắm mấy vị ơi, đi ngồi ngồi đó. Còn bà nào mà nằm là nằm luôn à. Như bà 10 á, quý vị đi vô trong phòng một niệm, quý vị thấy có bà 10 kìa. Trời ơi, nhìn bà như miếng dán vậy đó. Chùa mình ngộ ghê á, mập á thì mập quá trời luôn vậy đó, còn ốm á thì ốm cũng quá trời luôn vậy đó. Như bà 10 bà ốm như mà như là miếng dán vậy đó. Ôi, mấy cô thay đồ như đứa đứng như đứa coi á, coi mấy cô thay đồ, mấy cô cởi đồ mới ra thay đồ cho bà á. Đức nhìn như Đức nói trời trời, nhìn xương thì trời, cái gì đâu mà nó xương, còn xương da nó bọc vô xương thiệt luôn á, nó mỏng lét à, nó mỏng lét luôn. Vậy đó quý vị, mà bả mà gặp quý vị vô cái là cặp mắt bả nghe, chào cô A Di Đà Phật, ngộ ghê á. Nhìn Đức vô, nhìn Đức hỏi bà 10 khỏe không, khỏe, khỏe lắm. Nhìn Đức hỏi bà có đi đâu chơi không, chuẩn bị đi. Nói, bà mà đi đâu trời, xương da bọc lại luôn quý vị. Mà ngộ thấy là cái người già niệm Phật dù là nằm một chỗ nó cũng là cực kỳ lạ hơn cái người già mà không niệm Phật. Cái người già mà không niệm Phật mà già mà gần chết nó hôi hám, mà nó bê tha kỳ cục lắm quý vị ơi. Còn các cụ già trong chùa mình có những bà cụ nằm một chỗ mà không phải như vậy. Lạ lắm, sạch sẽ mà nhìn bả nó tỉnh táo mà nhạy bén lắm kìa. Có nhiều bữa nhà Đức đi ngang, nhà Đức gặp bà chắp tay bà nhìn Phật vậy nè, vậy đó, mà da bọc xương ấm như ấm nhách vì vô trong mộng niệm vì coi kìa. Bởi vì nhìn cái đó rồi mình mới thấy cái vô thường. Bởi vì bây giờ nhìn mình mập mạp thịt thà, trời ơi đừng có ngon lành, mai mốt già rồi có chừng nó vậy đó. Nhìn bây giờ còn trẻ rồi má núng đồng tiền nữa, mai mốt rồi khi già rồi, trời ơi thật sự mà nói có nhiều người vậy đó. Mà chùa mình là nhiều người già là công nhận luôn á, hảo tướng già đẹp, bà nào bà nấy đẹp trắng trẻo mập mạp, con cái vô thấy là mừng lắm. Phần nhiều là gì hết, chỉ có một hai bà là yếu cũng thì hiện, còn vài ba bà là nó sưng. Có cái bà cụ trong chùa mình có một bà nè, bà sưng người lên, có nghĩa là già là ưa có trạng thái là sưng chân sưng cẳng sưng người nghe quý vị. Có những người là nó sưng lên, thời gian nó xẹp hết xuống rồi nó mới chết. Bà này bà sưng nghe quý vị, bà sưng phù người bà lên luôn, mà bà vẫn tỉnh táo bình thường luôn. Sưng rồi nó sưng xong rồi nó nứt da ra, nó chảy nước ra, nó sưng ở trong thịt nó chảy nước ra luôn.
mỗi ngày cái thay đồ cho bà hoài vì nước trong đó nó chảy ra hoài vậy đó, trong người tự nhiên nó phù lên cái nước nó chảy ra vậy đó, nó mà tịnh veo vậy đó. Nó có nên nuôi người già nhiều nhiều cái việc mà để cho mình nhìn nhận gì cái vô thường lắm. Nên những đức nói với quý vị nghe là cuộc đời chúng ta đang khỏe, quý vị nên nắm bắt cơ hội tu duyên tu phước, niệm Phật đồ cho nó tốt đi, còn những gì thiện mình nên chân thật làm đi quý vị, để mai mốt mà già rồi cơn vô thường đến quý vị không có cơ hội đâu. Những đức cứ nuôi người già nhiều, nhiều người già nói những đức lắm, nói vậy nè: thầy ơi, con hối hận quá, ngày xưa con còn trẻ con có cơ duyên gặp Phật pháp sớm thầy ơi, nên bây giờ tới tuổi già gì rồi con muốn làm việc gì tốt con không làm được. Những đức nói: bà niệm Phật là tốt nhất rồi đó, bà lo niệm Phật đi nghe. Nên những đức phiên tất cả những người ngồi đây mà còn trẻ trẻ đó, những gì thiện, những gì tốt được nên chăng thật làm, tốt nhất là quý vị nên đem pháp môn tịnh độ này giới thiệu, tốt nhất luôn đó. Chiếc máy nghe pháp này nó hay lắm, trời ơi, gặp bao nhiêu người già đến tìm mình mà nói là được người ta tặng chiếc máy nghe pháp thôi nghe, mà tự nhiên cuộc đời người ta trời ơi, thay đổi luôn quý vị ơi. Đúng là chỉ có Phật pháp mới cứu được con người ta. Nên nó là pháp thí thắng mọi thí, đúng không? Rõ ràng luôn đó. Nên đúng là nuôi người già mới có một cái cảm giác vô thường. Cảm giác vô thường thiệt luôn đó. Có những người mà tự nhiên đang đi té sụp xuống một cái, đem vô phòng hộ niệm đi. Đa dạng cái chết hết trơn quý vị ơi. Nên mình đừng bao giờ nghĩ mình bây giờ đang còn trẻ, thời gian còn lâu, phải không? Nên nó có những cô mà gặp những đức nói: thầy, con á, con dự định là sau này con sẽ vô chùa con tu á thầy. Con vô tu, con quyết định á. Bây giờ mấy đứa con nó nói á: mẹ ơi, bây giờ á, mẹ thì phát tâm đi tu chúng con cũng hoan hỷ thôi. Nhưng mà bây giờ á, con á, vừa mới có chồng, mới có bầu. Bây giờ mẹ ở lại, mẹ cố gắng, mẹ hỗ trợ con đi. Con chưa biết gì nhiều, mẹ giúp con một tay, rồi khi mà con đẻ rồi xong hết rồi mẹ đi tu, thì bà nghe vậy bà ở lại nuôi con chứ sao, bà ở lại bà nuôi xong cái nó đẻ xong rồi bà nói: mẹ ơi, bồng con giữ con cũng không có gành gì mấy, nhỏ bé bệnh đau còn khi con không biết nữa mẹ, lẽ mình nở lòng nào mẹ đi tu mẹ bỏ cháu của mẹ gì, lỡ nó có bị gì sao mẹ. Thôi mẹ cố gắng mẹ phụ con một tay, mẹ nuôi nó tới 3-4 tuổi gì đi, rồi con gỡ nhà trẻ lúc đó mẹ đi tu. Bà thấy như vậy nó trời cũng đành lòng để cố gắng. Cái tiếp tục nuôi tới 3-4 tuổi. Chưa được 3-4 tuổi mới có biết bò hay gì, thì tiếp tục nhỏ này nó có bầu nữa. Nó nói: mẹ ơi mẹ, bé kia nó còn nhỏ mà con bây giờ con có bầu nữa rồi mẹ ơi. Bây giờ mà mẹ mà đi tu thì bây giờ đứa bé này ai chăm, rồi con bầu bì rồi sao chăm đấy mẹ. Thôi mẹ cố gắng đi, mẹ giúp giùm con sanh đẻ xong đi rồi con tính. Cái sanh đẻ xong rồi bắt đầu nó nói: mẹ ơi, thì mẹ cố gắng, đã lỡ lo cho chót đi chăm thêm cho nó lớn đến 3-4 tuổi luôn thì tính sao. Rồi bà già này đi bụi luôn. Vậy thấy chưa? Vậy thấy mà cái nhăn lôi kéo chưa? Đáng sợ chưa? Nó nên đừng bao giờ hứa hẹn. Đừng bao giờ nói rằng là mai mốt con lo xong rồi con đi tu. Tu là ở đâu cũng tu, hiểu không? Ở nhà thì tu được, ở nhà niệm Phật mà ở đâu mà niệm được. Nó nên có nhiều cô mà gặp những đức mà nói: thầy ơi, để con lo xong việc con đi tu, con nói coi chừng bà chết bây giờ. Trời ơi, cứ mà niệm Phật đi, đừng có nói xong rồi đi tu. Chư tổ sư nói là ngày giờ quyết dứt liền thôi dứt, chờ đợi cho xong biết chừng nào xong. Dứt là dứt chứ không có nói mà chờ xong được. Dứt là dù ở nhà cũng dứt nữa. Chúng ta chỉ là hết lòng lo cho cái tình người mà chúng ta đang gặp nhau mà nợ nặng phải trả. Còn trong tâm đã dứt rồi. Tâm đã dứt rồi. Thấy không? Chứ đừng có đợi xong rồi mới đi tu nghe. Nó còn có nhiều cô chỗ tội nghiệp ghê luôn á. Nó thầy, con gắng cố gắng mai mốt già con đi tu. Những đứa hỏi bà nhiêu tuổi mà già? Dạ con mới có 70 mà. Trời. Mới có 70 mà chờ mới mốt già. Bà 70 mà chưa có già hả? Chưa. 70 mà chưa già nữa chàng. Thấy không? Thôi thì chưa đi được thì cứ ở nhà mà lo niệm Phật. Chứ đừng có mà chờ đợi. Cơn vô thường nó đến bất tử lắm á. Ông Kiệt này tôi ngồi nói chuyện muốn ngủ gục kỹ chợ. Ngồi bấm máy quay phim mà ngồi mà. Ông nghiệp ghê luôn á. Có nhiều cô ngồi kế bên mà những đứa thấy. Ngồi kế bên ổng coi máy á.
Ông coi một chút cái máy hết pin. Xong cái ông ngồi ông làm nè. Cái cô kia ông ngồi sau lưng bất khiều. Tội nghiệp ghê luôn. Không mà ngồi không đơn giản đâu quý vị. Cái giờ này nó buồn ngủ lắm á. Lúc nào mà Nhật Đức nói chuyện mà im im xuống là Nhật Đức nhìn thấy mấy cô, có nhiều cô mắt lại mình nè. Đúng là mình thấy thảm thương luôn. Cố gắng kéo á. Nhiều cô mà kéo không nổi là gặt luôn à. Đấy là bỏ cuộc à, bỏ cuộc. Nghĩa là nhiều cô cũng gán lắm. Trời ơi, thầy ông giảng dữ quá, bây giờ mình ngủ kỳ. Mà trời giờ này nó buồn ngủ lắm. Mà thấy có vài ba cô nghe mắt làm nè. Ba làm không nổi rồi. Cuối cùng ba nói tao chịu thua mày luôn rồi. Gặt chú ngủ luôn. Chịu thua. Cậu quý vị nhớ cái câu chuyện mà như Đức kể mà cái bà lết không? Trời ơi, nó buồn ngủ nó không đơn giản quý vị ơi. Cái bà lết, bà đang ngồi kìa. Trời, cái bà lết á, bà ngồi bà ngủ gục. Mà Nhật Đức thấy cái bà này kỹ chở. Mình nói, mình vừa nhìn qua đây, Nhật Đức thấy bà lết khúc. À, bà này đang có tới mua đồ gì đây. Xong mình nói chứ quay lại nhìn bà lết khúc. Bà lên cho bà lết vô kế góc cột, bà dựa vô. Bà dựa vô góc cột mà bà dựa phía sau của cây cột chứ không phải phía trước nghe. Khùng ghê luôn á. Bà dựa vào phía sau xong cái đầu bà thấy không ngon rồi. Dựa phía sau thì thấy mấy cái bà phía sau nhìn thấy bà cũng kỳ đúng không? Cuối cùng Nhật Đức đang nói chuyện mà lâu Nhật nhìn qua, Nhật Đức liếc qua, Nhật Đức thấy bà lết khúc nữa. Cái tự nhiên sau Nhật Đức thấy bà nhìn vô cái cửa phòng kế bên á. Cái phòng kế bên nghe, bà lết kế vô cái cửa, bà dựa vô cái cửa. Cái Nhật Đức nói để ý bà này đang có mua đồ gì đây. Sợ bà liền miền gì đây, nguy hiểm quá. Ê, cuối cùng mới lết cái cửa, cái lấy tay bà nhìn vô cái cửa, lúc lắc được không, cửa có phá không á. Chùa mình thì cửa đâu có phá, cửa phòng đâu có phá, bà lúc lắc bà biết cái cửa này nhúc nhích được. Xong như thế nào quý vị, bà mở cái cửa ra, cái bà đang ngồi y thinh nha, bà nghĩ như Đức không có nhìn, cái bà đẩy cái cửa một cái, cái Đức thấy à mua đồ bà này biết rồi. Bà đẩy cái cửa vô lại cái cửa chống, cái bà lết thêm phát nữa, bà lết theo bà khom đầu cho bà chui vô. Bà chui vô chưa xong đó, cái bà khép cái cửa lại rồi nó xong. Thì ra chưa vô phòng ngủ. Vậy mà bà canh ghê nghe. Chắc bà vô chắc bà có đồng hồ mà báo thức thì sao á. Biết nói tiếng gửi á quý vị. Biết nói tiếng gửi, bà canh thì sao nghe. Đúng còn 10 phút nữa là 10 giờ. Bắt đầu Nhật Đức thấy cái cửa mở ra. À bà này ghê gớm nghe. Cửa mở xong tiếp tục bà lết. Bà lết ở trong, bà lết ra. Bà nghĩ như Đức không có nhìn thấy bà lết giống sao, bà lết ra cái chỗ ngồi lại. Cái tới cái giờ mà nguyện đem công đức này, bà chắp tay lên. Nguyện đem công đức. Trời ơi, công nhận thì cái bà ghê gớm thiệt á. Bà nói là ấn tượng cái bà này luôn á. Trời ơi, bà lết rồi công nhận thiệt á. Quý vị thấy không? Nên trời, cái buồn ngủ này không đơn giản đâu. Nên Nhật Đức ngồi ở đây, quý vị đừng có qua mắt Nhật Đức nghe chưa. Nhớ đó, ngồi tôi nhìn tôi thấy hết trơn luôn á. Trên dưới thì tôi nhìn coi kìa. Nó phía trên này phía dưới đó. Nó là nhìn là biết ai ngủ ai thức tôi biết hết trơn á. Nó ai dụi mắt đồ là biết luôn á chứ không giỡn đâu. Trời, có lúc nói chuyện này mắt nó sáng lắm chứ không giỡn đâu nghe quý vị. Nó có nhiều khi mà đang ngồi nói chuyện gì mà ông bà còn đùi đi ngang ngoài đường mà còn thấy nữa đó. Đừng nói quý vị ngồi ở đây mà lết đi bà. Nên nói trời ơi, ngồi mà có nhiều cô mà mình á, mình phải ra phía trước mình ngồi đồ. Chứ đừng có mà cái kiểu mà vô kẹt đồ ngồi. Trời ơi, cái nhăn ngủ nó ghê lắm. Đừng có ngồi trong kẹt. Kẹt chẳng đảo không chỗ ngồi mới ngồi trong kẹt thôi. Chứ ngồi trong kẹt là cái nhăn ngủ á, dựa dựa đó. Có chỗ dựa là dễ ngủ lắm nghe không. Cái kiểu mà ngồi kế kẹt, cái cửa, cái tường đồ mà dựa vậy nè. Dựa mới vô thì nghe cũng khí thế lắm nghe. Nghe một chút cái bắt đầu làm nè. À, lúc buồn ngủ mà ngồi mà lúc buồn ngủ là cái mặt gì nè. Nó lúc lắc nè. Cái đầu bắt đầu nó dựa vô tường nha. Quay viên lắm. Trời ơi, nó quay viên có nhiều bà để lên xa lợi lử. Ngồi mới dựa vô tường để xa lợi lử luôn. Không phải, trời quý vị biết nó an tâm, nó ngồi đây mà nó an tâm đến cái mức mà nó ngồi ngủ luôn á. Chứ vị thấy ngoài đời mà nó bắt an rồi muốn ngủ không được á.
Vậy mà ngộ thai mà vô chùa tụng kinh niệm Phật nó ngủ nghe. Tại vì sao? Nó quá an tâm. Nó quá an tâm. Cái lúc mà tụng kinh niệm Phật thì coi tụng kinh mà mình muốn mở mắt mà sao? Kinh mà trời ơi, có nhiều cô á, hồi xưa mà tụng kinh mới kiểu mà chắp tay ấy mày. Chắp tay gì mới vô chắp ngon lắm. Phật A Di Đà thăng kim sắc tụng chút mới làm. Tớ mới ngủ gục á, mới vô thì chắp cái tay gì, mới ngủ gục, bảo gục chút cái mới làm nè. Khi mà bỏ vẽ cái tay xuống là rồi, là bỏ cũng tiêu luôn. Trời ơi, vô chùa đúng là nó bình an thiệt. Người ta y gì. Vậy mà ngồi ngủ tỉnh veo, ngủ ngon lành luôn. Vậy mà mấy bà nói trời ơi thầy, ôi thầy ơi, con đi vô đây là con ngủ ngon lắm. Con ngồi đông người mà sao con ngủ dễ, đừng có nói nữa. Mà con ở nhà con nằm con không ngủ được, cứ gác tay lên trán hoài thầy. Thì ra vị ơi, nó bất an ngủ có được. Nó an tâm, nó dễ ngủ lắm. Nên quý vị muốn ngủ cứ về đây mà ngủ. Trời ơi, cái người mà mất ngủ về chùa mình là ngủ được liền, nói chân á. Nó nên nó nghĩ thấy không? Nó vừa vui nè, nghe Phật pháp nữa, thấy không? Tỉnh veo hết, đúng là thấy chưa? Đúng là phương pháp hay thiệt. Hồi nãy nói mấy câu chầm chầm, hồi nãy là như Đức thấy nhiều cặp mắt là cứ. Mà tội nghiệp lắm nghe, đàn bạn gái tội nghiệp lắm nghe, buồn ngủ thấy tội nghiệp lắm. Rồi tóc dài nó phủ xuống. Khờ. Vậy mà khi mà nhận Đức mà nói cười cái nhìn con mắt kìa. Nhìn kìa. Ôi con mắt ai cũng. Đó thấy không, tỉnh queo thấy chưa? Đây là phương pháp đó quý vị. Phương pháp nói chuyện mà người ta không ngủ được, thấy không? Đúng tiếng rưỡi. Đúng một tiếng rưỡi luôn rồi đó nghe. Đó, nên chúc quý vị luôn luôn an lạc nha quý vị. Dạ A Di Đà Phật. Chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về thịnh độ. Ở chùa chúng ta mỗi tuần chủ nhật chư tăng ni và quý Phật tử về rất là đông. Chúng ta được niệm Phật, nghe chia sẻ Phật pháp và được cúng vi thực và phóng sanh. Chùa mình cái đặc biệt cũng có nhiều cháu nhỏ. Nhưng Đức thấy rằng ông bà cha mẹ đi chùa mà dẫn con cháu theo hay, gieo cái duyên này sau này nó quen. Khi các cháu lớn lên ít gì cũng biết Phật pháp. Một con người mà nghe đạo, nghe pháp, biết nhân quả, sau này lớn lên cũng có tệ, phải nhớ. Mà như Đức thấy các cháu đến chùa mình dễ thương, ngoan, mà thiện căn rất là dày nha. Mà cái thiện căn này cũng nhờ chúng ta ung đúc cho các cháu. Chứ nếu như mà không có duyên được dẫn đến chùa, nhiều lúc nó cũng lạc, phải nhớ. Nó giống như một hạt giống mà được trồng xuống đất, chúng ta phải cần tưới tẩm thì nó mới có thể mà có sức mạnh để mà nó đâm chồi nảy lọc ra qua kết quả được. Nên tất cả các cháu mà được đến chùa là quý lắm. Nhờ cái công đức niệm Phật, nghe pháp, phóng sanh cúng tiết thực này nè, tất cả những quán thân trái chủ hoặc là những người mà mang nghiệp phá thai, những thai nhi đang đi theo quý vị, người ta đi đến đây cũng được niệm Phật rồi nghe pháp, họ cũng nghe pháp và được cúng tiết thực và phóng sanh này, họ hưởng tài thọ thực, họ vui lắm nhớ. Mà nguyên cái đại chúng này, cái lực của đại chúng khi người ta tu xong cúng nó thanh tịnh và chư hương linh người ta được nhờ lớn dữ lắm. Bởi vì phải nhớ về đây chúng ta khi cầu an là cầu an cho toàn thể đại chúng, cầu siêu là cầu siêu cho tất cả chư hương linh. Như vậy thì nó rất là viên mãn. Nếu như những đức đọc một hai tên thì nó không có viên mãn. Tại vì cúng dường thì ai cũng cúng dường, mà làm công đức ai cũng làm công đức. Nếu mà đọc mà mới được, còn không đọc thì không được, thì đâu có cái lý này, phải nhớ. Nên khi chúng ta hồi hướng chung nó viên mãn dữ lắm, phải nhớ đó.
Nên là chúng ta nguyện đem toàn thể công đức này nguyện cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị. Nguyện cho tất cả quý vị đều được thừa hưởng những công đức này, thân tâm thượng an lạc, điều phát Bồ Đề tâm tinh tấn niệm Phật, quyết chí đời này vãng sanh về thế giới cực lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện cầu siêu cho tất cả những người ghi giấy cầu siêu đang để đây và chư hương linh trong gia đình quý vị mắc chưa được siêu thoát từ cửu quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị và tất cả những người chết sông, chết suối, chết bị xe đụng hay là chết oan, chết ức và chết mà treo khổ tự tử uống thuốc sâu đều được thừa hưởng những công đức này. Điều pháp Bồ Đề tâm niệm Phật, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, không có mang cái tâm mà bắt người thế thân. Chúng ta nên nhất tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc. Mình làm cô hồn đã khổ rồi mà bây giờ mình cũng còn muốn bắt người ta để làm cô hồn thế cho mình thì cái tâm này nó ác lắm, không thể nào được siêu thoát. Nên quý vị nên nghe cái nguyện Đức Phật A Di Đà, chúng sanh nào nghe danh hiệu Ngài mà chịu niệm, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ mà quyết chí phát nguyện cầu sanh cực lạc thì Ngài là Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn chúng sanh đó về thế giới cực lạc. Khi về thế giới cực lạc thì không còn khổ đau, luôn luôn hưởng được niềm vui. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngà kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất tiết Phật tự cộng. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngũ tình chúng ngà kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất tiết hộ tình cộng. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chúng ngã kim ti như cung, thự thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng. Nguyện dị tự công đức vô cẩm nhất thiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án mục lục lăng ta bà ha, án mục lục lăng ta bà ha, bà ha. Án ngã nga nắng tam bà và việc nhẫn ra hồng. Án ngã nga nắng tam bà và việc nhẫn ra hồng. Và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiểu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, nam mô xá sanh tam Bồ Tát, nam mô xá sanh tam Bồ Tát Ma Ha Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiểu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiểu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiểu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, nam mô xá sanh tam Bồ Tát, nam mô xá sanh tam Bồ Tát Ma Ha Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn ơi, thầm nhị loại cô hồn ơi, ố vị vô danh, nổ danh vô vị ơi, hay nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cõi sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, 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 Đà Phật A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Thất Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng thại gia văn tập tại tổ đình hộ pháp pháp bộ đệ tâm một các loài chúng sanh này về phóng sanh, nguyện cho các vị giải thoát thân xúc sanh quy tam bảo, nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà sớm mau thành Phật. Hỡi các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đời vô thủy kiếp đến nay do thân miệng ý phát sanh ra, và mời chân tâm bản tính nên phải sanh tử luân hồi ra vào sông mê biển nghiệp. Đến hôm nay các vị có nhân duyên lành gặp Phật pháp, được chuẩn bị đồng tu mua các vị về để sám hối quy y và cùng với các vị niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Hôm nay các vị quy với Đức Phật A Di Đà được một pháp danh là Diệu Âm, khi vãng sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Chúng ta bỏ tịnh tài của một các loài chúng sanh này, đó là tài thí. Khi sanh ở nơi nào chúng ta cũng có củ cải đầy đủ, và chúng ta quy y niệm Phật những chúng sanh này nghe, đó là pháp thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được trí tuệ và thông minh, và chúng ta thả những chúng sanh này bay đi, đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, mời đại chúng chúng ta xuống chai đường để dùng cơm. Chúc quý vị luôn luôn an lạc nha. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật.